Ok, chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với phần trả lời của phía Việt Nam trong cái phiên kiểm điểm thực thi Công ước Quốc tế về quyền dân sự và chính trị. Và chúng ta hãy cùng xem phần trả lời của ngày hôm nay nó có giống với cái phần trả lời của ngày hôm qua hay không. Ngày hôm qua thì cái tình trạng ông hỏi gạo và bà trả lời vịt khá là nhiều. Chủ yếu các câu hỏi về nhân quyền thì bên phía Việt Nam lại trả lời về chính sách dành cho những người nghiện này, rồi chính sách dành cho các chị em phụ nữ, chăm sóc sức khỏe sinh sản cho dành cho chị em phụ nữ này, và quảng cáo nhà tù là nhiều. Thì hôm nay chúng ta sẽ cùng xem cái phần trả lời của bên phía Việt Nam ngày hôm nay nó có giống với phần hôm qua hay không nhé. Trong quá trình livestream mà có bất kỳ lỗi gì thì xin quý vị và các bạn hãy comment bên dưới để mình biết mình khắc phục. Và theo như mình nhận được một số thông tin thì bên phía một số bạn bên phía Việt Nam đã không còn chia sẻ được cái cuộc kiểm điểm này rồi. Và chắc chắc chắn sau cái cuộc kiểm điểm này chúng ta sẽ phải có những cái phản hồi về cho Facebook để hỏi lý do vì sao mà những cái cuộc kiểm điểm quan trọng như vậy lại không chia sẻ được trên Facebook. Còn 1 phút nữa thôi nha các bạn, chúng ta hãy cùng chia sẻ nào. Xin chào mọi người, xin chào Nguyễn Ngọc Xoay, anh Nguyễn Toàn Anh, xin chào các bạn. Xin hãy chia sẻ nhé cả nhà. Còn khoảng 1 phút nữa thôi là chúng ta sẽ quay lại với phần trả lời như đúng rồi của bên phía Việt Nam. Xin chào Nguyễn Toàn Anh, mình không phải là tiến sĩ. Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng đang tại đang nằm trong đang đi dự cái phiên kiểm điểm và đang nằm trong cái khán phòng này. Xin cả nhà hãy chia sẻ mạnh nhé. Tất nhiên là lát nữa chúng ta sẽ được nghe những cái câu trả lời mà nó rất là lạc đề, nhưng mà càng lạc đề như hôm qua mình đã nói, càng lạc đề thì càng liên Ủy ban nhân quyền họ không có ngu được các bạn. Càng lạc đề thì càng họ càng tự đánh giá ngay được rằng cái tình trạng của Việt Nam nó như thế nào. Tại vì họ đã hỏi như vậy thì chắc chắn họ sẽ có những căn cứ, những cái chứng cứ để họ họ đặt ra những cái câu hỏi. Và nếu mà Việt Nam trả lời một cách luồn lách như vậy thì chứng tỏ là họ đã đánh mất đi cái niềm tin của Ủy ban nhân quyền, mà cũng chẳng có đâu mà đánh mất, đúng không ạ? Chào tất cả các anh chị em. Ok, đã quay trở lại. Hãy cùng chia sẻ mạnh nào cả nhà.
Nếu như coi đây cái phiên kiểm điểm này là một bộ phim thì có thể là đây là sẽ là lần thứ ba thứ tư mà chúng ta đang xem lại một bộ phim mà chúng ta đã được xem trước đó, bởi vì chúng ta biết trước cái nội dung rồi, chúng ta biết trước rằng phía Việt Nam sẽ trả lời như thế nào. Cùng chia sẻ nào các anh chị. Bên cạnh đó thì các anh chị hãy cùng like và chia sẻ cái trang đề án dân quyền Việt Nam nhé. Đây là một trang mà tạo ra nhằm cái mục đích là sẽ tư vấn pháp luật miễn phí cho các anh chị nào mà đang gặp cái vấn đề với chính quyền Việt Nam mà không biết về không có tiền đi thuê luật sư hoặc là không biết phải kêu ai, thì đề án dân quyền Việt Nam sẽ hỗ trợ các bạn. Một cái vấn đề mà chúng ta cần phải tố cáo Facebook ngay lập tức là đây là một cái cuộc kiểm điểm nó rất là quan trọng và nó xứng đáng được công bố ra khắp toàn thế giới, nhưng mà Facebook lại xóa nó với một lý do rằng là vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng. Thì mình nghĩ là chúng ta cũng cần thiết phải báo cáo với Facebook về cái điều này. Vừa mới hôm mùng 7 tháng 3 mình vừa mới đọc được một cái tin là chúng tôi quyết tâm không đặt máy chủ tại các nước vi phạm nhân quyền, nhưng mà hôm nay thì còn lật mặt còn nhanh hơn cả cộng sản nữa đúng không ạ? Ok, đại diện của phía Việt Nam đã ngồi vào ghế. Các bạn hãy chia sẻ ra những cái nhóm mà đông người nhé. Như vậy nó sẽ tiếp cận được những người khác. Đang bằng bàn bạc cái vấn đề gì đây? Hôm qua có một số bạn đã bình luận là Ủy ban nhân quyền thật là rảnh rỗi đúng không ạ? Mở ra một cái phiên kiểm điểm mà nghe những cái điều dối trá, nhưng mà như mình nói họ không có ngu đâu. Họ biết tất cả đấy. Ok, chúng ta sẽ quay lại, mình sẽ không nói nữa nhé. Xin lỗi các bạn rất là nhiều. Nhưng lời cho ngài Thánh Ông, xin ngài sẽ cung cấp các cái câu hỏi mà phái đoàn của Việt Nam sẽ trình bày. Chúng ta Các hãy bạn chúng ta chia sẽ sẻ cố vào gắng các cái nhóm nhé các bạn. hoàn thành phần trả lời để từ trong khoảng 65 đến 70 phút. Cảm ơn ông chủ tọa. Thầy chúng tôi sẽ cố gắng là trả lời tối đa được các cái câu hỏi của các thành viên Ủy ban Công ước, nhưng mà với một số lượng rất là lớn, cho nên là chúng tôi cố gắng trước khi các thành viên
của đoàn Việt Nam trả lời thì chắc là cho phép tôi nói như thế này để các thành viên ủy ban cũng hiểu rất là rõ. Bởi vì có một số các cái câu hỏi chắc các thành viên ủy ban cũng dựa vào các cái thông tin khác nhau nên là có thể hiểu không đúng thực sự các cái bản chất của vấn đề. Thứ nhất thì những cái câu hỏi mà liên quan xin phép chen ngang một chút là nếu mà bạn nào chia sẻ mà bị Facebook thông báo là vi phạm cái nguyên tắc cộng đồng thì nhớ chụp hình lại nhé, nhớ chụp hình lại rồi gửi sang cho cái Facebook của đề án dân quyền Việt Nam vậy, chúng mình sẽ lấy đó làm cái chứng cớ để sẽ đăng báo và cũng như tố cáo lên Facebook, hy vọng là sẽ giải quyết được một cái phần nào đó. Quý vị cũng không nên dựa vào các thông tin xong đó diễn giải theo cái cách nha không đúng. Thì đấy là cái câu mà tôi rất muốn là đây không phải diễn đàn chúng ta bàn luận những vấn đề chính trị, thì cái quyền tự quyết của mỗi dân tộc để quyết định một cái thể chế chính trị thì đã ghi rất rõ trong công ước, ngay tại cái điều đầu tiên của công ước, và chúng tôi cũng có nguyên tắc trong hiến pháp chúng tôi và trong pháp luật chúng tôi về cái việc tất cả tổ chức đảng tổ chức hoạt động theo hiến pháp và theo pháp luật. Trong hiến pháp chúng tôi quy định và tất cả những cái quy định của các luật chuyên ngành của chúng tôi thì cũng chỉ lấy tiêu chí cụ thể của cái việc là pháp luật quy định gì. Thế nói như vậy để là chúng ta có một cái nhận thức chung. Bây giờ thì cho phép các thành viên của chúng tôi sẽ có cái trả lời rất nhiều câu hỏi, mặc dù thì ông chủ tọa có nói là cố gắng trả lời đại loại cái câu trả lời này của ông là đây là chuyện của nhà tao và chúng mày không có quyền quyết. Thì các thành viên chúng tôi có rất nhiều thông tin muốn chia sẻ. Trước hết thì tôi đề nghị là xe nào cả nhà chỗ Bộ Tư pháp nói thêm các cái quy định liên quan đến hình sự, cái quyền được bào chữa của luật sư và các vấn đề liên quan ở cái gói các cái vấn đề như vậy. Ở chúng tôi phải phân nhóm ra, nhiều thành viên hỏi các câu hỏi khác nhau, nhưng mà ở các bộ mà phụ trách các cái thông tin thì đề nghị các thành viên trả lời. Cảm ơn ông trưởng đoàn, kính thưa ông chủ tịch, kính thưa các ông bạn thành viên của ủy ban đã đặt cho câu hỏi cho đoàn Việt Nam. Sau đây xin phép được trả lời các ông các bà bốn nội dung lớn. Nội dung thứ nhất đó là liên quan đến cái vấn đề liên quan đến khái niệm về an ninh quốc gia, và tôi nhận thấy có rất nhiều các thành viên của ủy ban đặt vấn đề đề nghị đoàn Việt Nam trả lời. Báo cáo các quý vị thì liên quan đến khái niệm an ninh quốc gia thì trong luật an ninh quốc gia của chúng tôi được ban hành trong năm 2004 và đó đã thể hiện rất rõ cái quan điểm của nhà nước Việt Nam liên quan đến an ninh quốc gia. Có thể nói là cái khái niệm về an ninh quốc gia trong luật an ninh quốc gia năm 2004 của chúng tôi được xây dựng là dựa trên những cái kinh nghiệm cũng như là dựa trên những cái thành quả mà chúng tôi đấu tranh để bảo vệ quốc gia của chúng tôi trong suốt cái quá trình lịch sử. Chính vì vậy mà cái khái niệm này chúng tôi nghiên cứu cũng có tham khảo của nhiều quốc gia khác, tuy nhiên không phải là học tập mô hình nào cả, mà đó là kết quả của chúng tôi xây dựng lên. Thì đó là cái ý thứ nhất mà chúng tôi muốn trình bày. Vấn đề thứ hai đó là nghiên cứu cái luật an ninh quốc gia của chúng tôi đấy, thì điều 13 chúng tôi có quy định về 7 nhóm cái hành vi mà bị cấm. Thì các quý vị hiểu rằng là trong nhóm 7 cái hành vi đó bị cấm thì là thể hiện một cách bao quát nhất tất cả những cái hành vi mà không được làm để có thể ảnh hưởng đến an ninh quốc gia. Tuy nhiên theo cái hệ thống cũng như là cái cách thức mà chúng tôi xử lý đấy thì không phải cứ bất kể một người nào đó thực hiện cái hành vi cấm trong 7 cái nhóm hành vi được quy định tại điều 13 của luật an ninh quốc gia là đều bị xử lý hình sự. Và chúng tôi có cơ chế riêng, tức là chỉ những hành vi nào mà xâm phạm những cái điều khoản về an ninh quốc gia nhưng lại được quy định trực tiếp trong bộ luật hình sự về nhóm các tội xâm phạm an ninh quốc gia. Tôi lấy ví dụ một công dân Việt Nam mà phản bội tổ quốc chẳng hạn, thì luật an ninh quốc gia cũng quy định và bộ luật hình sự cũng quy định thì trong trường hợp đó người phải chịu trách nhiệm hình sự. Hoặc là một người nào đó mà hoạt động gián điệp để chống lại nhà nước Việt Nam thì trong trường hợp đó là chúng tôi xử lý. Thì nói như vậy để các quý vị hiểu rằng là không phải cứ phạm vào một trong bảy cái nhóm hành vi đó là chúng tôi xử lý hình sự ngay, mà phải có cơ chế. Thì đấy là vấn đề thứ nhất. Vấn đề thứ hai đó là tùy thuộc vào cái mức độ vi phạm
mà chúng tôi có thể áp dụng những cái biện pháp xử lý khác. Tôi lấy ví dụ như là xử lý vi phạm hành chính. Nếu như cái hành vi đó nó chỉ xâm phạm đến những cái quy định cụ thể trong cái luật an ninh quốc gia, nhưng mà chúng tôi có thể áp dụng cái xử phạt vi phạm hành chính. Chính vì vậy mà qua cái diễn đàn này, chúng tôi cũng rất mong là các quý vị của thành viên ủy ban cũng như là các quý vị tham dự cái cuộc diễn đàn này hiểu rõ về cái quan niệm về an ninh quốc gia cũng như là về cách xử lý của nhà nước Việt Nam đối với những hành vi vi phạm này để chúng ta thống nhất cái hiểu. Thì đây là nội dung thứ nhất. Nội dung thứ hai đó là liên quan đến các thành viên của ủy ban cũng đặt nhiều các câu hỏi liên quan đến cái quyền bảo vệ của luật quyền được tiếp xúc hay là quyền của luật sư trong cái quá trình tố tụng hình sự. Thì ở đây tôi xin phép được nói luôn, tức là ở Việt Nam chúng tôi không có khái niệm là luật sư về bảo vệ nhân quyền, mà luật sư thì chỉ có bảo vệ cho thân chủ, và thân chủ ở đây thì có thể là người đang bị khởi tố, bị khởi tố hay muốn nói là bị can bị cáo, hoặc có thể là những người mà cần có cái sự trợ giúp pháp lý thì luật sư chúng tôi sẽ đứng ra để bảo vệ. Dưới góc độ hình sự thì chúng tôi khẳng định là không có khái niệm luật sư bảo vệ nhân quyền, mà ở đây tức là luật sư khi mà được thân chủ mời thì trong trường hợp đó chúng tôi thực hiện các cái quy trình để đảm bảo cho luật sư cũng như là thân chủ được tiếp cận cái quyền được bảo vệ, được quyền được bảo chữa theo đúng như tinh thần của công ước như các quý vị đã biết. Một thành viên của ủy ban có đặt vấn đề là vậy cái cơ chế nào để cho thân chủ cũng như là luật sư được tiếp cận với nhau. Thì tôi xin phép trả lời như thế này. Trường hợp thứ nhất là nếu như cái thân chủ đó mà bị khởi tố nhưng mà lại đang ở tại ngoại, thì cái việc mà thân chủ và luật sư gặp gỡ nhau và làm thủ tục để đối với cơ quan công an hoặc tòa án, đến tòa án thì làm thủ tục bảo chữa, thì chuyện đó là không có vấn đề gì. Vấn đề đặt ra là trong trường hợp bị can bị cáo mà lại bị tạm giữ, bị tạm giam, thì báo cáo quý vị là trong trường hợp này luật sư năm 2012 của chúng tôi và bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 của chúng tôi nó có một cái cải cách rất lớn, mà tôi cũng xin phép được trao đổi để các quý vị hiểu, đó là chúng tôi có một bước chuyển, đó là nếu như trước đây một luật sư mà muốn vào để thực hiện cái quyền bào chữa của mình thì phải được các cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp phép được vào, nhưng bây giờ chúng tôi đã chuyển đổi là không còn cấp phép nữa, mà bây giờ chỉ cần đăng ký cái quyền bào chữa là có thể thực hiện được rồi. Thì đấy là cái bước chuyển thứ nhất. Bước chuyển thứ hai đó là cái thời điểm được thực hiện cái quyền đó. Thì bộ luật tố tụng hình sự của chúng tôi đã quy định cái thời điểm rất sớm để cho luật sư hoặc là để cho người mà bị bắt có quyền đề nghị luật sư và để bảo chữa cho mình, rất công khai và minh bạch. Thì đấy là cái nội dung thứ hai. Nội dung thứ ba đó là chúng tôi tạo cái cơ chế hết sức thuận lợi để cho thân chủ có thể tiếp cận với luật sư ở hai cơ chế. Cơ chế thứ nhất là nếu như trong trường hợp mà thân chủ bị tạm giữ, bị tạm giam mà có nhu cầu được nhờ luật sư bảo chữa, thì trong trường hợp đó họ có quyền lập đơn để gửi cái cơ sở tạm giữ đó, gửi cái cơ sở tạm giữ tạm giam đó, và cái cơ sở này có trách nhiệm phải chuyển cái đơn đó cho gia đình hoặc chuyển cái đơn đó cho cái đoàn luật sư tại cái địa bàn đó để họ cử người bảo chữa. Và tùy thuộc vào tính chất và mức độ của hành vi mà có thể là gia đình sẽ đứng ra để thuê luật sư bảo chữa, hoặc là trong trường hợp nhà nước phải đứng ra bảo chữa trong trường hợp tội phạm đó là nặng. Vấn đề thứ ba đó là trong trường hợp mà người bị tạm giữ tạm giam không có biểu hiện hay muốn nói là không có thái độ là có nhờ luật sư hay không, thì pháp luật Việt Nam có một cái cơ chế, đó là có thể là cha mẹ vợ chồng của cái người đang bị tạm giam đó có quyền mời luật sư. Nhưng mà trong trường hợp này thì cha mẹ vợ chồng đó cùng với luật sư vào trong trại giam để thực hiện cái việc thực hiện cái quyền để cho người bị tạm giữ tạm giam thực hiện cái quyền tiếp cận luật sư là như vậy. Thì như vậy thì chúng ta khẳng định rằng là cái quyền bào chữa của luật sư của chúng tôi là hết sức minh bạch và có những bước chuyển, có những bước tiến hết sức quan trọng trong pháp luật. Một vấn đề nữa là vậy trong quá trình bào chữa thì luật sư có bị một cái áp lực gì không? Đặc biệt là bào chữa cho một số những cái người mà người ta bị khởi tố về tội an ninh quốc gia chẳng hạn. Thế thì có bị áp lực gì không? Thì báo cáo quý vị là ở Việt Nam, pháp luật Việt Nam cũng như là trên thực tế thì chúng tôi cho rằng là chúng tôi người luật sư thực hiện cái nhiệm vụ bảo chữa đó không bị bất kể một áp lực gì. Xạo nhé, cái này là xạo nhé. Đi làm vân vân.
trong phiên tòa, họ được quyền phát biểu, họ được quyền tranh luận với viện công tố, thì trong trường hợp đó là họ hoàn toàn được quyền chia sẻ mạnh nào cả nhà. Một cái điểm rất là tiến bộ nữa trong pháp luật tố tụng hình sự, dùng muốn, cái muốn, thông, muốn muốn trao đổi thêm với các quý vị, đó là ông luật sư trong thời trong trong cái luật bộ luật hình sự, bộ luật tố tụng 2015 này còn được rất nhiều quyền, ví dụ như được quyền copy cái tài liệu trong cái hồ sơ đó, rồi được quyền đưa ra những chứng cứ tại tòa để thực hiện quyền bào chữa của mình. Thì tôi nêu như vậy rất nhanh như vậy để quý vị nắm thêm. Một ý nữa mà một thành viên của ủy ban có đặt vấn đề là vậy, về luật sư có nghĩa vụ tố giác thân chủ không, thì tôi trả lời nó là theo cái 19, theo điều 19 khoản 3 của bộ luật hình sự năm 2015, thì trong một số trường hợp đặc biệt thì luật sư phải có nghĩa vụ tố giác thân chủ của mình. Cái này là cái mà Quốc hội rồi thì là các cơ quan của chúng tôi cũng tranh luận rất nhiều trong cái thời gian mà như các quý vị đã biết, trên tinh thần vừa làm sao đảm bảo cái hành nghề, cái sự bí mật của nghề luật sư, nhưng đồng thời cũng đảm bảo cái sự an toàn và an toàn cho xã hội. Và chính vì vậy mà ok, xin cảm ơn các bạn đã trả hai họ vừa với tư cách là luật sư nhưng vừa đồng thời họ cũng với tư cách là công dân. Cho nên nếu như trong trường hợp mà trong quá trình bào chữa mà họ để phát triển ra thân chủ của họ trước đó đã thực hiện một hành vi phạm tội giết người hoặc là đang chuẩn bị thực hiện một hành vi phạm tội khủng bố, thì trong trường hợp đó người luật sư đó phải có nghĩa vụ thông báo cho cơ quan có thẩm quyền, còn nếu anh không thông báo tức là anh phạm tội. Thì cái này là sự mối liên hệ giữa cái bí mật nghề nghiệp với cái trách nhiệm nghĩa vụ của công dân. Thì tôi xin phép được trao đổi là như vậy. Thì như vậy là nội dung thứ hai liên quan đến cái quyền luật sư. Nội dung thứ ba là liên quan đến bầu cử, thì báo cáo quý vị là trong pháp luật của Việt Nam chúng tôi cũng quy định rất rõ về liên quan đến cái bầu cử và ứng cử, cũng rất rõ là quy định những trường hợp nào thì được ứng cử, những trường hợp nào thì được quyền bầu cử. Riêng đối với trường hợp mà ứng cử thì có quý vị đã biết đó là trong cái pháp luật của chúng tôi hoàn toàn công khai và minh bạch, đều có những cái quy định là chúng tôi có những cái hiệp thương, bởi vì là nếu ứng cử như vậy thì nó rất nhiều, trong trường hợp đấy chúng tôi phải có cái động tác là hiệp thương lại, thì người tự ứng cử và những cái người tự ứng cử đó phải có cái sự hiệp thương để tìm ra ở một cái mức độ gọi là vừa phải, chứ không có để nó tránh cái quá trình bầu cử nó không đạt kết quả. Một vấn đề nữa là vấn đề về kiểm phiếu, thì báo cáo quý vị là kết quả về bầu cử thì chúng tôi cũng tiến hành cái kết quả kiểm phiếu thì cũng hoàn toàn công khai minh bạch, chứ cũng không có gì giấu giếm cả. Và sau khi mà bầu cử xong thì cái kết quả kiểm phiếu cũng được công khai, đúng không? Chứ chúng tôi cho thêm một thời gian để xem là có cái khiếu nại gì không, còn nếu như không thì trong trường hợp đấy chúng tôi công khai. Và liên quan đến cái quyền bầu cử ứng cử là như vậy. Một ý nữa liên quan đến quyền bầu cử và ứng cử mà các thành viên ủy ban có đặt câu hỏi, đó là vậy cái người mà bị tạm giữ tạm giam, cái người bị kết án hình sự đấy có quyền được bầu cử không, thì tôi trả lời đó là theo luật bầu cử của chúng tôi và theo các quy định của pháp luật hiện hành thì người đang bị kết án phạt tù thì không được bầu cử. Nhưng hết sức chú ý là người đang bị tạm giữ tạm giam thì họ vẫn được bầu cử, bởi vì lúc này chưa có bản án có hiệu lực có pháp luật tước cái quyền của họ, cho nên họ vẫn được quyền bầu cử. Còn cái người mà bị kết án phạt tù rồi thì trong trường hợp đó họ sẽ không được quyền bầu cử. Những đối tượng này sau khi chấp hành xong hình phạt tù và sau khi đã được xóa án tích thì trong trường hợp này xóa án tích thì tức là họ sẽ trở người bình thường. Trong trường hợp đó này nếu như có cái cuộc bầu cử xảy ra thì trong trường hợp đó họ là người có quyền bầu cử bình thường. Thì đấy là liên quan đến cái quyền bầu cử. Một cái nội dung nữa là liên quan đến vấn đề về phòng chống tham nhũng. Báo cáo quý vị là luật phòng chống tham nhũng của chúng tôi trong mấy năm vừa qua được sửa rất nhiều lần, từ 2005 đến 2012 cho đến năm vừa qua 2018 chúng tôi đã tiếp tục sửa luật phòng chống tham nhũng với một cái tinh thần đó là nghiên cứu rất kỹ công ước của quốc tế về phòng chống tham nhũng để làm sao tiệm cận gần nhất đối với các chuẩn mực quốc tế. Thì báo cáo quý vị ở trong đó chúng tôi đã quy định về cái phòng chống tham nhũng trong lĩnh vực tư, ở đó chúng tôi đã có quy định những cái biện pháp để làm sao tạo điều kiện cho người dân có quyền thực hiện cái hành vi gọi là tố cáo tố giác tham nhũng, và đồng thời chúng tôi cũng thực hiện một cái quy chế là để bảo vệ những cái người mà tố giác tố cáo. Thì như vậy là để thể hiện rằng là cái quá trình mà chúng tôi cải cách pháp luật liên quan phòng chống tham nhũng đến thời điểm này thì chúng tôi cho rằng là cũng còn đạt những cái kết quả nhất định. Và một vấn đề nữa mà trong quá trình phòng chống tham nhũng chúng tôi
biệt quan tâm, đó là vấn đề về thu hồi cái tài sản tham nhũng. Trong cái luật phòng chống mới này, rất tiếc là thời gian ngắn tôi không kịp để nói, thế nhưng mà trong cái luật phòng chống tham nhũng này, chúng tôi đã có một cái cơ chế để thu hồi cái tài sản để tham nhũng một cách gọi là triệt để nhất và cương quyết nhất, để làm sao có một cái hiệu quả trong đấu tranh phòng chống tham nhũng. Thì đó là toàn bộ những cái nội dung trong bốn cái nội dung lớn và chúng tôi xin phép được trình bày với các quý vị, và tôi xin trân trọng cảm ơn. Tiếp theo xin mời đại diện của Tòa án Nhân dân tối cao sẽ trả lời các vấn đề về thẩm quyền của Tòa án vị thành niên, mà các thành viên đã trả lời cũng như là một số cái vấn đề liên quan đến quy trình bổ nhiệm và miễn nhiệm của thẩm phán, có vấn đề liên quan đến tòa án. Xin mời. Xin cảm ơn ông trưởng đoàn, thưa ông chủ tịch và các thành viên của tòa án. Cho phép tôi đề cập đến ba vấn đề. Thứ nhất là vấn đề về cái thẩm quyền của tòa án vị thành niên. Vấn đề thứ hai là các biện pháp tăng cường độc lập tư pháp, và vấn đề thứ ba là về chế định thẩm phán. Thứ nhất là về cái thẩm quyền của tòa án vị thành niên mà chúng tôi đang thành lập, hôm qua tôi đã nói rồi nhưng mà xin nhắc lại, nhất là về hình sự, thì là tòa án này có cái thẩm quyền xét xử những cái vụ án mà bị cáo là người vị thành niên dưới 18 tuổi hoặc bị hại là dưới 18 tuổi nhưng bị tổn thương nghiêm trọng về tâm lý, cần hỗ trợ về điều kiện sống, học tập do không có môi trường gia đình lành mạnh. Như vậy nó liên quan đến câu hỏi là ở đây là trong trường hợp tất cả các bị cáo là dưới 18 tuổi thì đều thuộc thẩm quyền của tòa án vị thành niên. Lần thứ hai là về thẩm quyền về hành chính, thì tòa này có cái quyền hạn là xem xét quyết định áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng theo quy định của luật xử lý vi phạm hành chính. Và thứ ba là thẩm quyền trong các vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình, ở đây bao gồm cả các tranh chấp và các yêu cầu trong các lĩnh vực sau. Thứ nhất là ly hôn, tranh chấp nuôi con, chia tài sản khi ly hôn, chia tài sản sau khi ly hôn, tranh chấp chia tài sản chung, thay đổi người trực tiếp nuôi dưỡng con, tranh chấp xác định cha mẹ cho con hoặc là xác định con cho cha mẹ, tranh chấp cấp dưỡng, tranh chấp về sinh con bằng cái kỹ thuật hỗ trợ sinh sản, mang thai hộ vì mục đích nhân đạo, tranh chấp nuôi con khi sinh sống như vợ chồng mà không có đăng ký kết hôn hoặc là do kết hôn trái pháp luật, và các tranh chấp khác về hôn nhân gia đình trừ trường hợp thuộc thẩm quyền của các cơ quan nhà nước khác. Vậy đấy là cái câu hỏi thứ nhất về cái thẩm quyền của tòa án gia đình và vị thành niên. Vâng. Còn về vấn đề thứ hai thì mặc dù là câu hỏi của ông ủy viên đưa ra trong rất nhiều lĩnh vực, nhưng tôi xin tổng hợp lại, đó là các biện pháp nào mà Việt Nam đang áp dụng để tăng cường cái tính độc lập tư pháp của hệ thống tòa án Việt Nam. Thế thì trước hết theo điều 102 của hiến pháp thì tòa án nhân dân là cái cơ quan xét xử của Việt Nam. Hiến pháp cũng ghi rất rõ là thẩm phán hội thẩm nhân dân xét xử độc lập và chỉ tuân theo pháp luật, và nghiêm cấm các cơ quan tổ chức can thiệp và cá nhân can thiệp vào việc xét xử của thẩm phán và hội thẩm. Về nguyên tắc xét xử của tòa án thì cái điều 103 hiến pháp 2013 đã quy định rất rõ là thẩm phán hội thẩm xét xử chỉ xét xử độc lập và chỉ tuân theo pháp luật. Thứ hai là tòa án nhân dân xét xử công khai, và trong trường hợp cần giữ bí mật nhà nước, thuần phong mỹ tục của dân tộc, bảo vệ người chưa thành niên hoặc giữ bí mật đời tư theo yêu cầu của chính đáng của đương sự thì tòa án nhân dân có thể xét xử kín. Và nguyên tắc thứ ba của tòa án là tòa án nhân dân xét xử tập thể và quyết định theo đa số, chỉ trường hợp xét xử theo thủ tục rút gọn. Như tôi đã nói thì trong suốt gần 15 năm tiến hành cái công cuộc cải cách tư pháp thì hệ thống tòa án nói chung và quốc gia nói riêng đã áp dụng rất nhiều biện pháp nhằm tăng cường cái tính độc lập của tòa án. Thứ nhất là về cơ cấu tổ chức, thì theo các điều số 5, điều số 18 của luật tổ chức tòa án nhân dân thì hệ thống tòa án nhân dân nay được tổ chức theo 4 cấp và không phụ thuộc vào chính quyền địa phương. Cụ thể là tòa án nhân dân tối cao là cấp cao nhất, có chức năng giám đốc việc xét xử của các tòa án khác và quản lý tòa án nhân dân về tổ chức. Dưới đây ở dưới tòa án cấp cao thì có 3 tòa án dưới tòa án nhân dân tối cao, chỉ có 1 tòa án nhân dân tối cao đóng tại Hà Nội. Dưới tòa án nhân dân tối cao thì có 3 tòa án nhân dân cấp cao phụ trách 3 vùng miền Bắc, miền Trung và miền Nam. Dưới tòa án nhân dân cấp cao đến cấp thứ 3 là 63 tòa án nhân dân tỉnh và thành phố. Và cấp cuối cùng, cấp thấp nhất của tòa án là các tòa án nhân dân cấp quận, huyện thì có hơn 710 tòa án nhân dân cấp quận, huyện. Đấy là thứ nhất
là về cơ cấu tổ chức, thứ hai là về nhân sự, thì chúng tôi đã áp dụng những cái biện pháp sau. Thứ nhất là chánh án tòa án nhân dân tối cao thì do Quốc hội bầu miễn nhiệm và bãi nhiệm. Và để được làm chánh án tòa án nhân dân tối cao thì điều 26 đã quy định rất là rõ là chánh án tòa án nhân dân tối cao do Quốc hội bầu miễn nhiệm bãi nhiệm theo đề nghị của Chủ tịch nước, và nhiệm kỳ của chánh án tòa án nhân dân tối cao là theo nhiệm kỳ của Quốc hội, có nghĩa là 5 năm. Và thứ hai nữa là các thẩm phán thì ở Việt Nam chúng tôi có 4 loại thẩm phán, tức là thẩm phán tòa án nhân dân tối cao là một tiêu chí khác, còn các thẩm phán khác chúng tôi chia làm các thẩm phán cao cấp, trung cấp và sơ cấp. Thế thì về nguyên tắc chung ấy, là thẩm phán được bổ nhiệm dựa trên cái tiêu chí cụ thể về năng lực, về uy tín theo điều 67 và 68 của luật tổ chức tòa án, thông qua kỳ thi chuyển tuyển khắt khe do hội đồng tuyển chọn thẩm phán quốc gia thực hiện. Tôi xin trình bày thêm một chút về các tiêu chuẩn cụ thể của thẩm phán. Thứ nhất là điều số 7 của luật tổ chức tòa án yêu cầu là để làm thẩm phán thì phải đáp ứng các tiêu chuẩn sau. Thứ nhất là phải là công dân Việt Nam. Thứ hai là trung thành với Tổ quốc và hiến pháp của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Thứ ba là có đạo đức tốt, có tinh thần dũng cảm và cương quyết bảo vệ công lý, liêm khiết và trung thực. Đấy là điều kiện thứ nhất. Điều kiện thứ hai là phải tốt nghiệp, có trình độ cử nhân là trở lên. Điều kiện thứ ba là đã được đào tạo nghiệp vụ xét xử. Ở đây, đây là một cái khóa đào tạo đặc biệt, chuyên ngành cho các thẩm phán và chuyên đào tạo về các kỹ năng xét xử. Điều kiện thứ tư là có thời gian công tác của thực tiễn pháp luật. Thì ở đây, mặc dù là luật quy định rất là dài, nhưng mà tôi xin nói ngắn gọn là thế này, muốn làm thẩm phán sơ cấp thì ít nhất là phải có 5 năm công tác trong lĩnh vực pháp luật trở lên. Đấy. Nếu thứ hai nữa là nếu muốn làm thẩm phán trung cấp thì thứ nhất có hai trường hợp. Thứ nhất là anh đã phải làm thẩm phán sơ cấp được 5 năm hoặc là có 13 năm làm công tác pháp luật. Muốn làm thẩm phán cao cấp thì phải có 5 năm làm thẩm phán trung cấp hoặc là 18 năm làm công tác pháp luật. Thế còn muốn làm thẩm phán tòa án nhân dân tối cao thì phải ít nhất là làm thẩm phán tòa án cao cấp, thẩm phán cấp cao 5 năm, hoặc là họ là những người rất là nổi tiếng, có uy tín, trình độ, nhà khoa học hàng đầu. Đặc biệt là trong lĩnh vực luật pháp thì có thể được tiến cử và làm thẩm phán tòa án nhân dân tối cao. Và thế thì cái việc trong cái quá trình xây dựng luật tòa án ấy, thì chúng tôi có những cái đổi mới về cái quy định, quy trình tuyển chọn thẩm phán. Thứ nhất là chúng tôi xây dựng lên cái hệ thống đào tạo và thi tuyển chức danh thẩm phán. Cụ thể là để làm thẩm phán tòa án cấp nào thì anh phải học và thi đỗ cái cuộc kỳ thi quốc gia của dành cho thẩm phán tòa án cấp đó. Thậm chí là anh đã là thẩm phán tòa án sơ cấp nhưng muốn lên thẩm phán tòa án trung cấp thì anh cũng phải thi kỳ thi dành cho thẩm phán trung cấp, và tương tự đối với thẩm phán cao cấp. Đấy là cái thứ nhất. Thứ hai là tất cả cái hoạt động tuyển chọn, bổ nhiệm, bãi miễn thẩm phán v.v. thì đều thực hiện thông qua một cái cơ chế là cái hội đồng tuyển chọn và giám sát thẩm phán quốc gia. Đây là một cái cơ chế mới. Hội đồng này thì gồm có 11 thành viên, trong đó chánh án tòa án nhân dân tối cao là chủ tịch, có 6 thành viên đến từ hệ thống tư pháp, đến từ các tòa án. Ngoài ra còn có đại diện các cơ quan khác như là Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Văn phòng Chủ tịch nước, Bộ Tư pháp, Bộ Quốc phòng, Hội luật gia, v.v. Thì cái nhiệm vụ của hội đồng này là giám sát thẩm phán quốc gia này là kiểm tra lại toàn bộ cái hồ sơ xin để bổ nhiệm thẩm phán và trình Quốc hội phê chuẩn đề nghị bổ nhiệm thẩm phán tòa án tối cao, trình Chủ tịch nước phê duyệt và quyết định bổ nhiệm thẩm phán các tòa án các cấp khác. Và như vậy có thể thấy là trong cái cơ cấu hội đồng này thì có hơn một nửa, 6 trên 11 thành viên là người trong hệ thống tòa án, và 5 người còn lại là đại diện cho các giới chuyên môn như là luật gia, rồi giới làm việc pháp luật, giới nhân dân. Như vậy không có bất kỳ một thành viên nào có thể can thiệp vào cái quyết định chung của toàn bộ hội đồng này, bởi vì hội đồng này làm việc theo nguyên tắc tập thể. Và thế còn một vấn đề nữa là về cái nhiệm kỳ của thẩm phán, thì trước đây thì chúng tôi đã thẩm phán chỉ được bổ nhiệm trong nhiệm kỳ 5 năm, nhưng mà nay thì luật đã kéo dài nên là lần đầu tiên được bổ nhiệm thì nhiệm kỳ là
5 năm và từ lần bổ nhiệm thứ hai là nhiệm kỳ sẽ là 10 năm. Vâng, rồi thẩm phán được miễn nhiệm khi nghỉ hưu, thôi việc, chuyển công tác khác do vì lý do sức khỏe, hoàn cảnh gia đình. Đây là trường hợp tự nguyện nghỉ hưu. Còn trong trường hợp mà thẩm phán có vi phạm thì họ sẽ có thể bị cách chức. Vi phạm có thể bị cách chức trong trong trường hợp là họ vi phạm pháp luật, vi phạm những quy định về việc thẩm phán không được làm, vi phạm về phẩm chất đạo đức, vi phạm quy tắc ứng xử đạo đức nghề nghiệp của thẩm phán và các hành vi vi phạm pháp luật khác. Tôi xin nhấn mạnh là gần đây thì tòa nhân dân tối cao đã ban hành hai cái công văn, thứ nhất hai cái tài liệu, thứ nhất là về quy tắc đạo đức của thẩm phán và quy tắc ứng xử của thẩm phán. Cái này thì cái dự án này kéo dài cũng nhiều năm và đã đưa tiếp xúc với nhiều tiêu chuẩn quốc tế và mới được công bố vào năm ngoái. Và thứ hai là cái quyết định 120 chuyên về xử lý vi phạm đối với thẩm phán. Và thế còn bảo đảm về tài chính thì theo điều 96 của luật tổ chức tòa án thì từ nay thì quốc hội sẽ quyết định kinh phí hoạt động tòa án và bảo đảm cơ sở vật chất và ngân sách cho tòa án. Và còn ngoài ra thì chúng tôi cũng áp dụng những cái biện pháp, gần đây chúng tôi có những áp dụng những cái biện pháp khác, như là chẳng hạn chúng tôi đã có cái kế hoạch thực hiện việc ghi âm ghi hình tại phiên tòa, rồi từ mùng 1 tháng 7 năm 2017 thì toàn bộ các bản án do các thẩm phán ban hành thì đều phải công khai trên mạng, có một trang mạng riêng để công khai bản án. Cái biện pháp thứ ba nữa là từ năm 2015 thì có một cái chế định mới là chế định án lệ đã được áp dụng tại hệ thống tòa án nhân dân Việt Nam. Trước đây thì Việt Nam không công nhận chế định án lệ, nhưng từ tháng 3 năm 2015 thì chúng ta đã có cái chế định án lệ. Án lệ nó ngoài việc là nó là một cái công cụ để giúp cái thẩm phán xét xử, nhưng nó cũng là một cái chế định mới rất là hay, bảo đảm cái quyền, bảo đảm cái sự độc lập của tòa án. Hiện nay thì chúng ta đã có 26 cái án lệ, trong đó có 5 án lệ về hình sự và 21 cái án lệ là lĩnh vực khác bao gồm dân sự và thương mại. Và chúng tôi cũng có theo dõi cái bản thông tin án lệ và chúng tôi có thể thấy rằng là chế định án lệ này cũng đã được các thẩm phán sử dụng tương đối nhiều trong hệ thống Việt Nam, để có cái lượng trích dẫn tương đối nhiều. Xin cảm ơn ông trưởng đoàn và ông chủ tịch. Tôi xin nhắc các thành viên trong đoàn là chúng ta cũng rất nhiều câu hỏi phải trả lời, cho nên cố gắng mọi người giữ cái thời gian. Bây giờ thì tôi xin mời chỗ Bộ Lao động Thương binh Xã hội, nhóm các vấn đề liên quan đến phân biệt đối xử, hỏi lại các vấn đề hôm qua, vấn đề lao động ở cưỡng bức cũng như trung tâm cai nghiện. Thì cố gắng làm sao là trong vòng khoảng 7 phút cứ gì như vậy, đừng quá. Và sau Bộ Lao động thì tôi đề nghị chỗ Viện Kiểm sát tối cao sẽ trả lời. Xin Bộ Lao động. Xin cảm ơn các thành viên ủy ban đã có một số câu hỏi tiếp theo để chúng tôi có cái cơ hội cung cấp thông tin bổ sung. Trước hết là tôi xin phép được cung cấp thông tin liên quan đến câu hỏi của ông Fatala về việc hòa giải đối với các cái vụ việc về bạo lực gia đình. Tôi hiểu rằng câu hỏi của ông Fatala là có những quan ngại cho rằng là cái thủ tục hòa giải đối với các cái vụ bạo lực gia đình thì nó có cái nguy cơ hạn chế cái quyền của nạn nhân bạo lực gia đình tiếp cận đối với các cái cơ chế bảo vệ khác hay không. Thì cái này chúng tôi xin trao đổi là trước hết là cái bản chất của cái hòa giải trong các cái vụ việc về bạo lực gia đình thì nó mang cái bản chất tự nguyện và nó mang cái tính khuyến khích để thể hiện cái truyền thống, cũng là cái đây là cái truyền thống văn hóa Á Đông mong muốn các cái sự việc như thế cần phải được giải quyết thông qua con đường hòa giải. Tuy nhiên là các cái dịch vụ hỗ trợ thì nó không chỉ dừng lại là hòa giải mà nó bao gồm cả các cái dịch vụ hỗ trợ khác, ví dụ như hỗ trợ về tâm lý, hỗ trợ về tư vấn pháp luật đối với lại nạn nhân của bạo lực gia đình để họ có thể hiểu biết rõ hơn các cái cơ chế pháp lý nào mà họ có thể sử dụng để bảo vệ cho cái quyền và lợi ích của mình đang bị xâm hại. Thế và trên thực tế thì cái việc hòa giải nó không hề hạn chế cái nạn nhân của bạo lực gia đình, đặc biệt là nạn nhân là phụ nữ, tiếp cận với các cái cơ chế bảo vệ khác. Thế và như hôm qua thì chúng tôi cũng đã có cái trình bày đó. Cái bằng chứng là cái số vụ việc về bạo lực gia đình được phát hiện và được sử dụng các cái cơ chế hỗ trợ này là tương đối lớn. Ví dụ như là năm 2018 là có tới hơn 10.000 vụ bạo lực gia đình được phát hiện.
với hơn 9.000 người là vi phạm. Thế và cũng tương tự cái số người như thế là nạn nhân của tình trạng này. Thế và khoảng độ hơn 80% cái số nạn nhân của bạo lực gia đình này thì đã sử dụng các cái dịch vụ hỗ trợ như là tâm lý, pháp lý, trong đó có cả cái dịch vụ hòa giải để mà giải quyết các cái vấn đề có liên quan đến cái hành vi bạo lực gia đình. Thì chúng tôi hình dung như đây là một cái cơ chế tự nguyện để hỗ trợ thêm mang tính khuyến khích, chứ không phải là cái cơ chế để nó dẫn đến hạn chế cái nạn nhân của bạo lực gia đình tiếp cận các cái dịch vụ hỗ trợ khác. Ông Kota thì có một cái câu hỏi tiếp theo đối với chủ đề hôm qua và một câu hỏi mới. Đối với câu hỏi tiếp theo đối với chủ đề liên quan về phân biệt đối xử thì tôi xin trao đổi thế này. Chúng tôi vẫn hình dung như là mỗi một quốc gia thì có thể có cái cách tiếp cận khác nhau liên quan đến cái hệ thống cấu trúc của hệ thống pháp luật. Thế và cái việc mà Việt Nam chưa có một cái đạo luật riêng về phân biệt đối xử thì điều đấy không có nghĩa rằng là cái hệ thống pháp luật của Việt Nam nó đang không đặt vấn đề để giải quyết những vấn đề về phân biệt đối xử. Thế và như chúng tôi đã trình bày ngày hôm qua thì có thể nói là cái hệ thống pháp luật Việt Nam vấn đề phân biệt đối xử bảo đảm bình đẳng, không có phân biệt đối xử, được giải quyết rất là tổng thể bằng cả các cái biện pháp lập pháp, các biện pháp hành pháp và các biện pháp tư pháp. Về mặt luật lập pháp thì từ hiến pháp cho đến các cái đạo luật chuyên ngành thì đều ghi nhận những cái nguyên tắc về bình đẳng không phân biệt đối xử trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội và dựa trên mọi khía cạnh. Thế và đối với các cái nhóm yếu thế thì có các cái luật chuyên ngành riêng để đưa ra các cái bảo vệ hoặc là đưa ra các cái quy định để nhằm bảo đảm cái bình đẳng không phân biệt đối xử trên thực tế. Lẽ là các cái quy định giống nhau cho các đối tượng khác nhau thì vẫn chưa bảo đảm được cái sự bình đẳng không phân biệt đối xử trên thực tế. Thì đấy là những cái giải pháp về mặt lập pháp. Thế và tôi xin phép được lấy một cái ví dụ như thế này. Từ các cái quy định chung của hiến pháp thì ví dụ như trong lĩnh vực lao động chẳng hạn, thì Bộ luật Lao động đưa ra các cái quy định cấm các hành vi phân biệt đối xử dựa trên tất cả các khía cạnh. Ví dụ như là giới tính, dân tộc, màu da, tôn giáo, ngôn ngữ, rồi thì tình trạng hôn nhân, rồi thì tình trạng nhiễm HIV, rồi khuyết tật vân vân. Thì vào các cái khía cạnh của phân biệt đối xử này thì thường xuyên được xem xét để rà soát có cái bổ sung. Thế và chúng tôi có thể nói rằng là có những cái khía cạnh đang được bổ sung để cập nhật nhất cho đến thời điểm hiện nay, bao gồm cả những cái khía cạnh mà có thể còn chưa được đề cập trong công ước ICCPR. Ví dụ như là những cái không phân biệt đối xử dựa trên tình trạng về trách nhiệm gia đình, thế rồi dựa trên yếu tố tuổi tác vân vân. Thế thì đấy là cái cách mà hệ thống pháp luật Việt Nam giải quyết vấn đề. Thế và đi kèm với các cái biện pháp về lập pháp như thế thì là các cái biện pháp về hành pháp để bảo đảm thực hiện trên thực tế thông qua rất nhiều các cái chương trình kế hoạch hành động của chính phủ. Ví dụ như trong lĩnh vực bình đẳng giới, đó là các cái chương trình hành động quốc gia để bảo đảm và thúc đẩy bình đẳng giới. Thế rồi các cái biện pháp của chính phủ về mặt hành pháp để bảo đảm việc thực thi, trong đó có cả cái việc tăng cường năng lực cho cái hệ thống các cái cơ quan nhà nước có liên quan để mà bảo đảm thực thi tốt hơn. Trong cái đề án tăng cường năng lực cho thanh tra lao động, tôi cũng xin phép được lấy ví dụ thì có các cái hoạt động rất là lớn để tăng cường năng lực cho hệ thống thanh tra viên trong việc có khả năng nhận diện tốt hơn những cái hành vi vi phạm về phân biệt đối xử trên thực tế, và từ đó để áp dụng các biện pháp chế tài, chủ yếu là các cái chế tài hành chính, và trong những trường hợp rất đặc biệt thì có thể đề xuất để áp dụng các cái chế tài hình sự đối với các cái hành vi vi phạm về bình đẳng không phân biệt đối xử. Thế và bên cạnh các cái biện pháp về mặt hành pháp như thế thì hệ thống tư pháp cũng bảo đảm một cái nguyên tắc bình đẳng trong việc tiếp cận đối với lại công lý cho tất cả và không dựa trên không có một cái yếu tố phân biệt đối xử nào. Và bằng các cái quy định như thế thì nạn nhân của các cái hành vi phân biệt đối xử hoàn toàn có thể có các cơ chế khiếu nại, khiếu kiện để bảo đảm cho các cái lợi ích của mình, đặc biệt là để yêu cầu về các cái biện pháp khắc phục hậu quả. Thì chúng tôi có thể nói mặc dù chúng tôi chưa có một cái luật riêng về bình đẳng không phân biệt đối xử, nhưng cái cách tiếp cận của hệ thống và cấu trúc pháp lý của hệ thống pháp luật Việt Nam thì có thể thấy rằng đây là cái chủ đề rất được quan tâm và nó được giải quyết theo cái cách để bảo đảm tất cả các cái giải pháp về lập pháp và hành pháp cũng như là tư pháp đều được tôn trọng. Ông Kota thì cũng có một cái câu hỏi mới liên quan đến cái tổ chức công đoàn và quyền công đoàn. Thì cái chỗ này thì chúng tôi cũng chia sẻ rằng là đây cũng là một cái trong những chủ đề mà chúng tôi cũng rất là quan tâm, thế và cũng có nhiều cái làm việc thường xuyên chặt chẽ với các tổ chức quốc tế có liên quan.
Riêng đối với các cái quy định về công đoàn ấy, thì về cơ bản hệ thống luật pháp Việt Nam là phù hợp với các cái nguyên tắc và chuẩn mực quốc tế, đặc biệt là các cái nguyên tắc và chuẩn mực đưa ra ở trong các cái công ước của tổ chức quốc tế ILO. Thế và bằng chứng là cái tỷ lệ người lao động ở Việt Nam tham gia công đoàn là rất cao, hiện nay có khoảng hơn 10 triệu người lao động Việt Nam đang tham gia công đoàn, và có hơn 50% doanh nghiệp tư nhân trong nền kinh tế là đã có cái tổ chức công đoàn, và có thể nói là cái mật độ bao phủ công đoàn của Việt Nam đang được xếp là một trong quốc gia có cái tỷ lệ bao phủ công đoàn lớn trên thế giới. Thế và về chủ đề này thì chúng tôi cũng đang tiếp tục có những cái hoạt động để nghiên cứu xem xét và có cái sửa đổi bổ sung để bảo đảm các cái quy định của luật pháp Việt Nam nó phù hợp hơn với các cái chuẩn mực quốc tế về quyền công đoàn, trong đó có cái việc cân nhắc xem xét sửa đổi bổ sung để bảo đảm người lao động có cái quyền thành lập công đoàn, họ có cái quyền quyết định là gia nhập vào Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hoặc là đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để hoạt động. Và điều quan trọng hơn thì chúng tôi quan tâm là không chỉ là cái quyền thành lập ra tổ chức, mà quan trọng là các cái quy định để đưa ra các cái bảo đảm, các cái bảo vệ cần thiết cho công đoàn có thể hoạt động được, đặc biệt là những cái bảo vệ để người lao động và công đoàn không bị người sử dụng lao động, không bị doanh nghiệp phân biệt đối xử vì lý do công đoàn, công đoàn không bị can thiệp thao túng bởi người sử dụng lao động để có cái tiếng nói độc lập bảo vệ cho quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động. Thì tất cả những cái nội dung này hệ thống pháp luật Việt Nam đều đã đề cập và để giải quyết và đang tiếp tục được xem xét để có cái hoàn thiện thêm. Và chị Grugia thì có một cái câu hỏi tiếp theo đối với cái chủ đề ngày hôm qua liên quan đến vấn đề lao động trong các cái trung tâm, các cái cơ sở cai nghiện bắt buộc. Ở đây thì chúng tôi xin phép được chia sẻ thông tin thêm thế này. Chúng tôi muốn nhấn mạnh rằng là trong các cái cơ sở cai nghiện này thì có hai hình thức lao động, là hình thức tự nguyện và hình thức lao động bắt buộc trị liệu. Thế và đây cũng là một trong những chủ đề mà như hôm qua chúng tôi cũng có nêu, chúng tôi làm việc rất là chặt chẽ với lại các chuyên gia của tổ chức lao động quốc tế ILO. Thế và cái việc đưa vào trung tâm này là được thực hiện bởi quyết định của tòa án, và cái việc lao động với cái thời gian rất ngắn, không quá 3 tiếng, 4 tiếng trong một ngày, là hoàn toàn phù hợp với lại cái điều 2 của công ước số 29 của ILO về lao động cưỡng bức. Thế và riêng về cái chủ đề này thì thực hiện cái nghĩa vụ quốc gia thành viên của Việt Nam đối với lại công ước số 29 của ILO thì năm 2016 Việt Nam đã nộp cái báo cáo quốc gia về tình hình thực hiện công ước số 29, và chúng tôi đã cập nhật tình hình về những cái sự thay đổi đối với lại các quy định của pháp luật có liên quan đến cái lao động trong các cái cơ sở cai nghiện bắt buộc. Thế và đến năm 2018, tức là năm ngoái, thì Ủy ban chuyên gia của ILO có cái phản hồi trở lại đối với báo cáo quốc gia của Việt Nam. Thế thì cái báo cáo phản hồi của Ủy ban chuyên gia của ILO thì hoàn toàn không có cái bình luận gì về cái quy định của pháp luật liên quan đến lao động trong các cái cơ sở cai nghiện. Hoàn toàn không có bình luận gì, bởi vì đây là cái quy định mà chúng tôi hiểu rằng là nó hoàn toàn phù hợp với lại cái điều 2 của công ước số 29. Ủy ban chuyên gia của ILO chỉ có một cái câu hỏi đề nghị Việt Nam cung cấp thêm thông tin xem cái tình hình thực hiện các cái quy định mới của luật pháp liên quan đến những cái thay đổi về cơ chế và chế độ lao động của các cái học viên cai nghiện trên thực tế thế nào. Thế thì thực hiện cái nghĩa vụ quốc gia báo cáo định kỳ đối với công ước của ILO 3 năm một lần, thì đến năm 2019, tức là năm nay, thì Việt Nam sẽ tiếp tục báo cáo cái tình hình thực hiện công ước số 29 này, và chúng tôi sẽ cung cấp thông tin cập nhật để trả lời cho cái đề nghị cung cấp thông tin để thực tiễn thi hành các quy định mới này của Ủy ban chuyên gia của ILO. Thì chúng tôi hình dung là với các cái quy định này thì thực tiễn thì chúng tôi đang thực hiện, thì chúng tôi sẽ cung cấp thông tin rất là cụ thể trong cái báo cáo mà chúng tôi gửi ILO trong năm 2019 này. Xin hết, xin cảm ơn. Tiếp theo xin mời đại diện của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao nói về việc kiểm sát các cái hoạt động tại cơ sở giam giữ cũng như là những cái vi phạm pháp luật ở trong cái quá trình giam giữ. Sau Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao thì đề nghị Bộ Thông tin Truyền thông. Cảm ơn trưởng đoàn. Kính thưa ngài chủ tịch, kính thưa các thành viên ủy ban, thì về phần trao đổi của Viện Kiểm sát thì có hai nội dung.
Thứ nhất về vấn đề bảo đảm khách quan trong hoạt động điều tra, và hai vấn đề liên quan đến cái vai trò của cảnh sát. Kính thưa quý vị, xin trao đổi và giới thiệu với quý vị là về tổ chức và hoạt động thì Viện Kiểm sát là một hệ thống cơ quan độc lập trong bộ máy nhà nước. Ở đây là nguyên tắc hiến định, Viện Kiểm sát độc lập với các cơ quan nhà nước khác, thì trong đó có độc lập với chính phủ. Tính thống nhất về tổ chức và hoạt động của Viện Kiểm sát thể hiện ở điểm là Viện Kiểm sát chịu trách nhiệm trước Quốc hội. Tính độc lập thể hiện ở chính cái hệ thống của Viện Kiểm sát, là hệ thống Viện Kiểm sát chỉ chịu sự lãnh đạo thống nhất của Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao. Viện Kiểm sát cấp dưới chỉ chịu sự lãnh đạo của Viện Kiểm sát cấp trên và độc lập với các cấp chính quyền. Trong tố tụng hình sự thì Viện Kiểm sát độc lập với cơ quan có thẩm quyền điều tra, có quyền thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra. Việc độc lập này được thể hiện là kiểm sát tính hợp pháp của hành vi, quyết định của cơ quan, người có thẩm quyền điều tra. Do đó bảo vệ cái pháp luật, bảo vệ quyền con người, quyền công dân. Vấn đề thứ hai là đối với những trường hợp vi phạm hoặc là chết, phạm nhân chết ở nơi tạm giữ, nơi giam giữ, thì như phiên trả lời ngày 11 tháng 13 năm 2019 thì Viện Kiểm sát kiểm soát chặt chẽ toàn bộ quá trình bắt giam giữ. Khi có các cái trường hợp chết tại nơi giam giữ thì kiểm sát viên kiểm soát việc khám nghiệm, xác định nguyên nhân chết. Trong trường hợp mà nếu có cái dấu hiệu tội phạm về dùng nhục hình, bức cung hoặc là tội phạm lợi dụng chức vụ, quyền hạn để bắt, giam giữ trái pháp luật theo các điều 373, 374 và 333, 77 và các điều khác, thì cái việc điều tra, truy tố, xét xử những cái trường hợp có vi phạm thì đều được thực hiện nghiêm minh, công khai và minh bạch. Tôi cũng xin nhấn mạnh đây là các cái tội phạm thuộc nhóm tội xâm phạm hoạt động tư pháp, và việc điều tra các cái loại tội phạm này thì chỉ thuộc thẩm quyền điều tra của cơ quan điều tra thuộc Viện Kiểm sát tối cao. Cơ quan điều tra của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao thì độc lập về tổ chức, độc lập về thẩm quyền, độc lập về hành động so với hoạt động, so với các cái cơ quan điều tra khác. Cái quy định này được thực thi trên thực tế đã bảo đảm được tính khách quan trong trường hợp mà điều tra, truy tố, xét xử về các tội xâm phạm hoạt động tư pháp. Xin cảm ơn ngài chủ tịch và các thành viên ủy ban. Tiếp theo thì xin mời đại diện của Bộ Thông tin Truyền thông sẽ trả lời những cái câu hỏi của thành viên ủy ban liên quan đến tự do ngôn luận, tự do báo chí cũng như là luật an ninh mạng. Tiếp theo sau Bộ Thông tin Truyền thông thì đề nghị là Ban Tôn giáo Chính phủ sẽ trả lời các vấn đề về tôn giáo tín ngưỡng. Xin mời Bộ Thông tin Truyền thông. Ngài trưởng đoàn, kính thưa ngài chủ tịch, kính thưa các quý vị là thành viên của ủy ban và thưa toàn thể. Phần hấp dẫn này cả nhà, nghe rất kỹ nha. Có thể nói là tự do ngôn luận, tự do báo chí ở Việt Nam thì trong thời gian qua chính phủ Việt Nam sẽ rất là nỗ lực trong cái việc mà nội luật hóa điều 19 của công ước về cái quyền tự do biểu đạt, tự do ngôn luận, tự do báo chí, và có một cái cơ chế để đảm bảo cái quyền tự do biểu đạt, tự do ngôn luận, tự do báo chí ở Việt Nam được triển khai. Và thứ ba nữa là có các hình thức mà xử lý để làm thế nào cái quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí ở Việt Nam không bị xâm phạm. Và có thể nói là
điều 25 của hiến pháp năm 2013 thì đã quy định rất là rõ cái quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí và quyền tiếp cận thông tin của người dân. Và nội dung chi tiết trong cái điều chương 2 của luật báo chí thì cũng đã quy định rất là rõ bốn cái điều trong cái đó, trong đó là nêu rõ quyền tự do báo chí của công dân, quyền tự do ngôn luận trên báo chí của công dân và trách nhiệm của cơ quan báo chí trong việc đăng phát các cái nội dung báo chí của công dân, và cuối cùng là trách nhiệm của nhà nước đối với cái việc đăng phát báo chí của công dân. Và tôi cũng muốn nói thêm là điểm 3 của điều 13 của luật báo chí thì cũng đã nêu rất rõ là báo chí là không bị kiểm duyệt trước khi in, truyền dẫn và phát sóng. Tôi cũng xin trả lời thêm là trong luật báo chí điều 25 thì cũng đã quy định rất rõ cái quyền của nhà báo trong tác nghiệp báo chí, và để mà có cái cơ chế bảo vệ cái quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí ở Việt Nam thì chúng tôi cũng có một điều là là cấm tất cả những hành vi ngăn cản tự do biểu đạt, trong đó có việc cản trở việc in, phát hành, truyền dẫn, phát sóng sản phẩm báo chí, sản phẩm thông tin có tính chất báo chí hợp pháp tới công chúng, thì điều đó là bị cấm. Thứ hai nữa là cái điều mà bảo vệ đến nhà báo thì cũng nêu rất rõ là các hành vi mà đe dọa hết tính mạng, xúc phạm danh dự nhân phẩm của nhà báo, phóng viên, thu giữ phương tiện tài liệu cản trở của nhà báo, phóng viên hoạt động nghề nghiệp đúng pháp luật thì hành động đó cũng là bị cấm. Tôi luật tiếp cận thông tin thì có thể nói luật tiếp cận thông tin thì cũng đã đi vào đã có hiệu lực trong cái năm 2018, và cái luật này cũng quy định rõ cái trách nhiệm cung cấp thông tin và giải trình của các cơ quan nhà báo, các cơ quan nhà nước đối với công dân qua báo chí truyền thông. Chúng tôi cũng muốn nhấn mạnh thêm là trong cái năm 2017 vừa qua thì cái nghị định 09 năm 2017 là cái nghị định, là cái quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí, thì cũng đã nêu rất rõ cái trách nhiệm của tất cả cơ quan nhà nước các cấp từ trung ương cho đến cấp thành phố, tỉnh, thành phố, cấp huyện, cấp xã đều phải có trách nhiệm cung cấp thông tin cho nhà báo, và cái quyền tự do biểu đạt của người dân thông qua những ý kiến được các nhà báo tiếp thu, được các tờ báo tiếp thu và đề nghị với cả các cơ quan nhà báo đã phải trả lời, thì điều này chúng tôi cũng đã triệt để triển khai trong thời gian qua. Có thể nói là trong một giai đoạn dài 17 năm vừa qua thì báo chí ở Việt Nam song hành phát triển cùng với kinh tế của Việt Nam. Từ 2003 cho đến nay, GDP của Việt Nam trên đầu người tăng gấp 5 lần, và số lượng Internet, người sử dụng Internet của Việt Nam từ giai đoạn đó đến nay là chúng tôi tăng 21 lần. Số lượng ngoài ra thì báo chí hiện nay chúng tôi có 868 cơ quan báo chí, và số lượng phóng viên là trên 19.000 phóng viên theo cái thống kê đến hết năm 2018 vừa rồi. Các cái hãng truyền hình nước ngoài ở Việt Nam thì cũng xuất hiện rất nhiều. Chúng tôi hiện nay là có 71 kênh truyền hình của nước ngoài tại Việt Nam trong năm vừa rồi. Riêng năm 2018 là có thêm 10 kênh truyền hình đã có và phát sóng và triển khai các hoạt động về nội dung của Việt Nam. Tôi có thể nói là chưa bao giờ là cái quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí của chúng tôi được như ngày nay. Một cái dân tộc là chúng tôi phụ thuộc và trở lại thành độc lập, và hiện nay chúng tôi có tiếng nói những cái hoạt động. Chắc cần phải tua lại cái đoạn này. Việt Nam thì có thể nói là hiện nay như là cái giai đoạn vừa rồi, những cuộc họp thượng đỉnh của Mỹ và Triều Tiên thì cũng thể hiện được chúng tôi cũng có một cái ước mong, một cái hoài niệm trở thành một cái khu vực hòa bình để đóng góp vào hòa bình trên thế giới. Hoạt động báo chí có thể nói là rất là phong phú. Hiện nay tất cả cái hoạt động của Quốc hội, của Chính phủ, của người dân là được thể hiện trên báo chí hàng ngày. Các đại biểu Quốc hội cũng như lãnh đạo của Chính phủ có thể là qua báo chí để mà thấy được những cái nổi cộm của xã hội và
để mà có những cái giải pháp giải quyết những cái nội cục đó. Cái đó là cái quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, thì tôi xin phép là có ý kiến trao đổi như vậy. Về cái luật an ninh mạng thì tôi cũng muốn nói thêm. Hình như là không hiểu thế nào là tự do ngôn luận thì phải. Đối với điều 19 của quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí. Việt Nam là một cái nước mà trong thời gian vừa qua, như các bạn đã biết, thì công nghệ thông tin phát triển rất là mạnh. Và do vậy, hiện nay Internet thì đối với người dân Việt Nam, chúng tôi thì nó đã trở thành một cái nhu cầu rất là thiết yếu, với 2/3 số lượng người dân sử dụng Internet. Chúng tôi cũng có một cái hoài niệm rất là đơn giản, nhưng mà cũng là một quá trình phát triển, đó là làm sao bán được cái sản phẩm của người nông dân ở Việt Nam trên Amazon. Và việc đó nó liên quan đến cách mạng công nghệ 4.0, nó liên quan đến cái không gian mạng, an toàn an ninh trên không gian mạng. Và tuy nhiên là cái hoạt động trên không gian mạng thời gian vừa qua thì có rất nhiều những cái vấn đề mà nó theo như là cái điều 3, cái khoản 3 của công ước điều 19 của công ước dân sự chính trị, là ảnh hưởng đến an ninh quốc gia và đến trật tự đến con người. Cho nên là tôi nói lấy một ví dụ điển hình là trong năm 2016 vừa rồi, là hãng hàng không quốc gia Việt Nam và có hai cái sân bay lớn là sân bay Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh là bị tin tặc tấn công, và trong một thời gian ngắn là bị chiếm quyền điều khiển hoàn toàn, kể cả hệ thống phát thanh truyền hình, tất cả các chuyến bay là bị hoãn, cho đến gần 100 chuyến bay. Và những cái đấy là tôi nêu ví dụ điển hình. Còn những cái hoạt động mà mang tính chất tội phạm ở trên không gian mạng thì có thể nói là có rất nhiều, và chúng tôi cần thiết phải xây dựng cái luật an ninh mạng để làm thế nào mà đem lại cái an toàn trên không gian mạng, đảm bảo cái quyền tự do cá nhân của người dân, tự do quyền riêng tư, quyền biểu đạt của người dân một cách thông thoáng ở trên không gian mạng. Do là thời gian không có nhiều, cho nên cái quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí Việt Nam, trong cái thời gian tới chúng tôi cũng sẽ rất tiếp thu ý kiến của các bạn và làm thế nào và bằng cái quyền đó để làm cho cái đất nước của chúng tôi ngày càng phát triển, làm cho cái quyền của người Việt Nam được phát huy hết cái quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí của người dân. Xin trân trọng, cảm ơn. Xin lỗi các bạn, mình xin phép được cười. Ok. Tiếp theo xin mời đại diện của Ban Tôn giáo Chính phủ sẽ trả lời những vấn đề liên quan đến câu hỏi của các thành viên ủy ban về vấn đề tự do tôn giáo, tự do tín ngưỡng. Sau ủy ban tôn giáo thì sau ban tôn giáo thì sẽ đến ủy ban dân tộc. Xin mời ban tôn giáo. Phần trả lời của đại diện bên phía cái vừa trả lời nãy này liên quan đến vấn đề an ninh mạng là thú vị và buồn cười nhất này. Hai. Các bạn đừng thả tim nhé, đừng thả cái reaction nữa, cái mạng nó đang bị lỗi này. À không, đây là do mạng bên đường truyền của bên Liên Hợp Quốc bị lỗi, bị yếu. Tôn giáo. Năm 2016, Quốc hội Việt Nam đã thông qua luật tín ngưỡng tôn giáo. Ngày tháng 12 năm 2017, Chính phủ Việt Nam đã ban hành nghị định số 162 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thực thi luật tín ngưỡng tôn giáo. Tôi có thể nói là luật tín ngưỡng tôn giáo là thể hiện tinh thần đổi mới, minh bạch, chú trọng cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân tôn giáo thực hiện các hoạt động liên quan đến tín ngưỡng tôn giáo, thể hiện qua các điểm mới của luật như sau. Nhiều nội dung đã được chuyển từ hình thức đăng ký cấp phép, đề nghị chấp thuận sang hình thức thông báo. Thời gian để công nhận tổ chức tôn giáo giảm từ 2-3 năm xuống còn 5 năm. Mở rộng phạm vi giảm từ 2-3 năm xuống còn 5 năm, các bạn nhớ nhỉ? Giảm từ 2-3 năm xuống còn 5 năm, ok, là giảm, không phải tăng nhá. Ok, xin lỗi các bạn, mình quá kích. Ok, có phải mình nghe nhầm không nhỉ?
kết quả sau 2-3 năm xuống thành 5 năm. Ok. Thì luật đã được các tổ chức tôn giáo thực hiện nghiêm túc, số lượng tín đồ tăng từ 25,3 triệu năm 2017 lên 26 triệu năm 2018. Chính quyền các cấp đã hướng dẫn các tổ chức tôn giáo phong phẩm bổ nhiệm tuyên truyền địa bàn cho hơn 4.000 chức sắc chức việc, mở khóa đào tạo bồi dưỡng thần học giáo lý cho hơn 18.000 lượt người, trong đó có hơn 9.000 lượt người đã tốt nghiệp, 695 cơ sở thờ tự được xây mới sửa chữa, hai tổ chức được cấp đăng ký hoạt động tôn giáo. Về việc công nhận tổ chức tôn giáo thì hiện nay Việt Nam có 43 tổ chức thuộc 16 tôn giáo đã được công nhận và cấp đăng ký hoạt động, tăng 10 tôn giáo, 27 tổ chức so với năm 2004. Bên cạnh đó thì có hàng trăm điểm nhóm tôn giáo được cấp đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung. Kết quả sau một năm thực hiện luật tín ngưỡng tôn giáo cho thấy việc tín ngưỡng tôn giáo đã được đảm bảo thực thi trong cuộc trong thực tế của đời sống, đã đi vào đời sống ngay từ khi có hiệu lực. Về vấn đề thành viên của ủy ban hỏi vấn đề đăng ký đối với hoạt động tôn giáo thì theo quy định của luật thì gần 50% thủ tục liên quan đến hoạt động tín ngưỡng tôn giáo là thông báo, các nội dung còn lại thì mức độ mà luật buộc các tổ chức cá nhân tôn giáo khi thực hiện phải đăng ký đề nghị các cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Việc đăng ký đề nghị này sẽ giúp các cơ quan nhà nước có thẩm quyền nắm được nội dung, chương trình, thời gian, địa điểm, quy mô, thành phần, đảm bảo và tạo điều kiện cho việc thực hiện các hoạt động tín ngưỡng độ tốt nhất, đảm bảo về an ninh, phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường, đồng thời cũng đảm bảo cho hoạt động tín ngưỡng này không có ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp được khác được pháp luật bảo hộ. Về các biện pháp để đảm bảo cho các đảm bảo hoạt động của các nhóm tôn giáo chưa được công nhận và đăng ký, mình nghĩ là phải tăng lương cho các bạn tôn giáo là nhu cầu đánh máy tính này. Luật quy định việc đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung được áp dụng cho tất cả các tôn giáo trong các nhóm người trong xã hội, và đối với các nhóm người theo tôn giáo chưa được công nhận về mặt tổ chức hoặc chưa được cấp đăng ký hoạt động, chính quyền các cấp đảm bảo tự do sinh hoạt tôn giáo tại gia đình, điểm nhóm đăng ký với chính quyền. Trong vòng một năm kể khi luật có hiệu lực đã có hai tổ chức được cấp đăng ký hoạt động và hàng trăm điểm nhóm sinh hoạt tôn giáo được cấp đăng ký, trong đó có nhóm của người nước ngoài. Về vấn đề từ chối việc thực hiện nghĩa vụ quân sự vì lý do tín ngưỡng tôn giáo thì luật nghĩa vụ quân sự của Việt Nam quy định công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự không phân biệt dân tộc, thành phần xã hội, tín ngưỡng tôn giáo, trình độ học vấn, nghề nghiệp, nơi cư trú đều phải thực hiện nghĩa vụ theo quy định của luật. Luật cũng quy định đối tượng miễn đăng ký nghĩa vụ quân sự, đối tượng tạm hoãn, gọi nhập ngũ. Việt Nam tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự trên cơ sở quy định của pháp luật. Trên nguyên tắc, mọi công dân trong độ tuổi nhập ngũ đều bình đẳng thực hiện nghĩa vụ, quyền lợi và trách nhiệm, không phân biệt đối xử. Ý mình là bạn đánh máy này đánh máy rất là nhanh. Công dân Việt Nam trong 15 phút bạn đã đánh được mấy trang này cho các bạn này đọc được. Nên là mình ý mình nói như vậy là cần phải tăng lương đó bạn mình Trần. Công dân. Năm 2017, Việt Nam đã tuyển chọn và gọi nhập ngũ 9,57%. Năm 2018, gọi nhập ngũ 8,7% so với tổng chỉ tiêu quân hàng năm. Là công dân các tôn giáo Phật giáo, Công giáo, Tin lành, Cao đài, Hòa hảo, Hồi giáo. Việt Nam chưa ghi nhận được các thông tin về trường hợp từ chối thực hiện nghĩa vụ quân sự vì lý do tín ngưỡng tôn giáo. Tôi xin cảm ơn các quý vị đã lắng nghe. Tiếp theo thì xin mời Ủy ban dân tộc, sau Ủy ban dân tộc thì đề nghị Bộ Tư pháp. Xin mời Ủy ban dân tộc. Cảm ơn ông trưởng đoàn. Kính thưa ngài chủ tịch, kính thưa các thành viên của Ủy ban công ước và các quý vị. Ủy ban dân tộc xin trao đổi bốn nội dung chính. Thứ nhất là một số khái niệm có liên quan đến dân tộc. Việt Nam là một quốc gia đa dân tộc, gồm 54 dân tộc cùng chung sống, cùng đóng góp vào quá trình dựng, giữ nước cùng phát triển. Trong đó, người dân tộc thiểu số chiếm hơn 14% dân số cả nước. Nữ chiếm 49,7% và nam dân tộc thiểu số chiếm 50,3%. Việt Nam có 54 dân tộc anh em cùng chung sống như vậy và không có khái niệm người bản địa. Cho đến nay, khái niệm người bản địa vẫn còn nhiều tranh cãi.
kể cả ở các diễn đàn Liên Hợp Quốc, các quốc gia châu Á, châu Phi đã có nhiều lần nêu vấn đề này tại Liên Hợp Quốc. Tại Việt Nam, do đặc điểm lịch sử và cư trú, các khái niệm dân tộc đa số, dân tộc thiểu số, dân tộc thiểu số rất ít người trở thành phổ biến trong các văn kiện của nhà nước, các công trình khoa học và truyền thông được hiểu là dân tộc chiếm số ít so với dân tộc chiếm số đông nhất trong một nước có nhiều dân tộc. Nhà nước đã xác định thành phần dân tộc từ hơn 40 năm trước với 54 dân tộc, trong đó có một dân tộc đa số là dân tộc Kinh hay còn gọi là Việt, còn lại là các dân tộc thiểu số. Hiện nay, để đảm bảo bình đẳng và tôn trọng các dân tộc, chính phủ tiếp tục rà soát để cập nhật các danh mục dân tộc thiểu số tại Việt Nam. Một số cái cách gọi, ví dụ như người Thượng là không chính xác, thậm chí có hàm ý miệt thị và không nằm trong danh mục 54 dân tộc thiểu số, 54 dân tộc Việt Nam hiện hành. Quan điểm của nhà nước Việt Nam với các cái chính sách là nhằm hướng đến tất cả mọi người dân Việt Nam. Người dân tộc thiểu số sống ở vùng càng khó khăn thì nhà nước càng quan tâm nhiều hơn, nhằm hỗ trợ để không để ai bị bỏ lại phía sau. Gần đây, nhiều người đánh giá hệ thống chính sách dân tộc Việt Nam toàn diện và hỗ trợ đến mức có một số người dân tộc thiểu số có dấu hiệu không muốn thoát nghèo để nhận hỗ trợ từ chính phủ. Do vậy, trong những năm gần đây, có sự điều chỉnh từ định hướng chính sách cho con cá sang việc dạy người dân tộc thiểu số biết câu cá và phát triển bền vững. Lấy một ví dụ cụ thể, trong năm 2019, đối với công tác dân tộc, xây dựng rất nhiều đề án tổng thể đầu tư phát triển kinh tế xã hội vùng dân tộc thiểu số miền núi, đặc biệt là những vùng khó khăn, đặc biệt khó khăn trong giai đoạn 21-25, hay là đề án xây dựng bộ tiêu chí phân định vùng dân tộc thiểu số và miền núi, hay là đề án xây dựng chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội trong đồng bào dân tộc thiểu số nghèo ở vùng đồng bào sông Cửu Long, hay là đề án về phát triển dân tộc thiểu số dưới 10.000 người theo định hướng bảo đảm sự phát triển đồng đều, bình đẳng giữa các dân tộc, đề án xây dựng chính sách kết nối hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số miền núi khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp trong giai đoạn 2021-2025. Của những cái đề án tôn vinh các cái giá trị văn hóa cũng như là sản phẩm của đồng bào dân tộc thiểu số, như là xây dựng đề án chính sách phát triển cây sâm Ngọc Linh phù hợp với vùng đồng bào dân tộc thiểu số của miền núi, vân vân. Nội dung trao đổi thứ hai liên quan đến vấn đề đất đai và bố trí định cư bồi thường ở Việt Nam. Các cái dự án phát triển đều để phục vụ lợi ích công cộng, như ví dụ như là việc xây dựng nhà máy thủy điện là nhằm đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, trực tiếp nhằm nâng cao điều kiện sống của người dân, nhất là cộng đồng địa phương. Trong quá trình triển khai, chính quyền phải có chủ trương cụ thể và đạt được thỏa thuận với người dân, tham vấn minh bạch trên tinh thần hài hòa lợi ích các bên. Các quy định về đền bù được quy định cụ thể trong pháp luật, trong đó có luật đất đai 2013, nghị định 47 của chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất, nghị định 01 của chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành luật đất đai. Điều 54 của Hiến pháp cũng quy định nhà nước thu hồi đất do tổ chức cá nhân đang sử dụng trong trường hợp thật cần thiết do luật định vì mục đích quốc phòng an ninh, phát triển kinh tế xã hội, vì lợi ích quốc gia công cộng. Việc thu hồi đất phải công khai, minh bạch và được bồi thường theo quy định của pháp luật. Điều 27 của luật đất đai năm 2013 cũng quy định rõ trách nhiệm của nhà nước về đất ở, đất sản xuất nông nghiệp đối với đồng bào dân tộc thiểu số.
trong đó nêu rõ chính sách về đất ở, đất sinh hoạt cộng đồng cho đồng bào dân tộc thiểu số phù hợp với phong tục, tập quán, bản sắc văn hóa và điều kiện thực tế của từng vùng. Chính sách tạo điều kiện cho đồng bào dân tộc thiểu số trực tiếp sản xuất nông nghiệp ở nông thôn, có đất để sản xuất nông nghiệp. Ngoài ra, Điều 73 Luật Đất đai 2013 cũng quy định rõ những trường hợp nhà nước thu hồi đất. Và các Điều 69, 70, 71 tại Luật Đất đai 2013 cũng quy định cụ thể trình tự thủ tục thu hồi đất nhằm đảm bảo quyền lợi của người có đất thu hồi, tăng cường sự tham gia trực tiếp của nhân dân. Cụ thể như dự họp phổ biến việc thực hiện thông báo thu hồi đất, được thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng, được xem niêm yết thông báo thu hồi, được mời họp trực tiếp với tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng để có ý kiến về dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư, tham gia đối thoại nếu còn có ý kiến không đồng ý về phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư, có quyền khiếu nại về việc thu hồi đất theo quy định của pháp luật về khiếu nại. Và nhà nước có 6 chính sách được thể hiện qua 8 quyết định về định canh, định cư, bố trí, sắp xếp dân cư, hỗ trợ ổn định đời sống cho người dân, nơi tập trung đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, bao gồm cả việc sắp xếp ổn định dân cư cho người di cư tự do từ Lào trở về nước, hỗ trợ đột xuất đối với người dân chưa đăng ký kịp hộ khẩu, quốc tịch hoặc gặp khó khăn về đời sống để làm nơi ở tạm, y tế và sinh sống. Một ví dụ cụ thể, con số cụ thể chứng minh điều này là chính sách hỗ trợ nhà ở đã hỗ trợ nhà ở cho gần 300.000 hộ là dân tộc thiểu số để giúp họ an cư và sinh sống làm việc một cách nhanh chóng. Cái nội dung thứ ba liên quan đến vấn đề ngôn ngữ của dân tộc thiểu số thì nội dung này cũng đã được thể chế rõ ràng ở hiến pháp, ở các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan. Ở đây tôi xin bổ sung một vài con số để chứng minh rằng sự quan tâm của Việt Nam và những nỗ lực trong việc khuyến khích sử dụng các ngôn ngữ của đồng bào dân tộc thiểu số. Ví dụ như đã xây dựng các chương trình hỏi đáp pháp luật song ngữ bao gồm tiếng phổ thông và tiếng H'mông, sách hướng dẫn đảm bảo luật an toàn giao thông dịch sang tiếng Thái, tiếng Chăm, tiếng Khmer, sổ tay tuyên truyền công tác dân tộc dịch sang tiếng Thái, sổ tay hỏi đáp pháp luật về hôn nhân gia đình dịch sang 7 thứ tiếng dân tộc H'mông, Chăm, Gia Rai, Thái, Giao, Khmer, Ede, đài tiếng nói Việt Nam phát sóng 12 thứ tiếng dân tộc H'mông, Thái, Giao, Ede, Bana, Gia Rai, Cờ Ho, Mơ Nông, Sơ Đăng, Chăm, Khmer, Cơ Tu. Đài truyền hình Việt Nam, kênh VTV5 cũng thường xuyên phát sóng 24/24 giờ một ngày, gồm 22 thứ tiếng dân tộc thiểu số. Ngoài ra có rất nhiều các cái ấn phẩm được in ấn sang nhiều thứ tiếng dân tộc thiểu số. Và rất nhiều hệ thống các trường phổ thông được sử dụng tiếng dân tộc thiểu số để giáo dục đào tạo cho con em dân tộc thiểu số. Và cuối cùng là nội dung thứ tư có liên quan đến luật dân tộc thiểu số và các cái quy định cơ quan để bảo vệ quyền của người dân tộc thiểu số. Như chúng ta đã biết, để tăng cường công tác dân tộc thì chính phủ đã ban hành nghị định 05 về công tác dân tộc để khẳng định các nguyên tắc cơ bản của công tác dân tộc, đấy là thực hiện chính sách dân tộc theo nguyên tắc bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng, giúp nhau cùng phát triển, đảm bảo thực hiện chính sách phát triển toàn diện, từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào dân tộc thiểu số, nhấn mạnh về vấn đề tiếng nói, chữ viết, bản sắc dân tộc, phát huy những phong tục tập quán truyền thống và văn hóa tốt đẹp,
của mỗi dân tộc. Và các dân tộc có trách nhiệm tôn trọng phong tục tập quán của nhau, góp phần xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Về phía chính phủ, có cơ quan ủy ban dân tộc tại Trung ương và ban dân tộc cấp tỉnh tại địa phương để theo dõi, thực hiện các công tác dân tộc. Quốc hội có hội đồng dân tộc quốc hội để không ngừng kiểm tra, giám sát để thực hiện các cái chính sách quy định có liên quan đến các dân tộc. Dưới cấp huyện, cấp xã có phòng và có cán bộ chuyên trách về công tác dân tộc. Dưới các làng, bản, thôn, xã có thêm, tính đến năm 2018 có 24.971 người có uy tín là người dân tộc thiểu số sống tại các làng, xã, thôn, bản để làm cầu nối của người dân tộc thiểu số tại cộng đồng với chính quyền và tổ chức hỗ trợ liên quan. Cuối cùng, tiếp tục thực hiện cái đề tài nghiên cứu về cơ sở lý luận và thực tiễn xây dựng luật hỗ trợ phát triển vùng dân tộc thiểu số và miền núi. Ủy ban dân tộc dự kiến là đến tháng 4/2019 sẽ hoàn thành cái đề tài nghiên cứu về xây dựng cái luật hỗ trợ và phát triển vùng dân tộc thiểu số và miền núi. Thì trên đây là một số các cái nội dung trao đổi có liên quan đến công tác dân tộc. Xin cảm ơn các quý vị đã chú ý lắng nghe. Rất tiếc là ông chủ tịch nhắc tôi là thời gian không còn và đoàn Việt Nam phải dừng 1:15. Thế thì cho phép tôi là còn một số thành viên khác chưa kịp trả lời, nhưng mà tôi sẽ nói mấy vấn đề. Bởi vì nếu sẽ là rất là thất vọng nếu như là các thành viên ủy ban không hiểu hết được pháp luật của Việt Nam và những sự tiến bộ của pháp luật Việt Nam, vẫn dựa vào rất nhiều cái thông tin mà không chính thống. Vì qua từ hôm qua đến nay thì chúng ta thấy cái sự phát triển của pháp luật Việt Nam là đã rất là xa so với những cái gì thông tin tiếp cận và những cái gì các quý vị đã nhận. Và cái điều này thì kể cả đối với luật sư Việt Nam thì nếu như không chú tâm theo dõi sự thay đổi của Việt Nam cũng không cập nhật được. Thì tôi muốn nói, tôi dành mấy ý này để tôi nói để các thành viên chúng ta hiểu hơn được những cái gì đã diễn ra tại Việt Nam. Thứ nhất thì tất cả những cái gì băn khoăn liên quan đến công ước và khuôn khổ pháp luật Việt Nam thì hôm qua đại diện Việt Nam đã nói rồi, tôi chỉ nói như thế này thôi, là toàn bộ nội dung công ước đã được chuyển hóa vào hệ thống pháp luật Việt Nam. Quý vị có thời gian đọc thật kỹ hiến pháp Việt Nam để thấy được cái nội dung của nó. Và tôi có thể khẳng định luôn là không chỉ hiến pháp Việt Nam mà rất nhiều đạo luật cụ thể, hôm nay đại diện các bộ ngành ngồi đây trình bày cụ thể là các quyền đó được cụ thể tại luật như thế nào. Chuyện mong quý vị, tất nhiên là quý vị là người nước ngoài, để hiểu được cái đó nó cũng rất là khó khăn. Nhưng tôi có thể nói là chúng tôi đã chuyển hóa toàn bộ các quy định của công ước vào hệ thống pháp luật của Việt Nam. Cái thứ hai nữa thì cũng có những thành viên quan ngại về điều 14 khoản 2 của Hiến pháp. Thì xin quý vị, tôi không biết là quý vị đọc bản dịch nào, nhưng phải hiểu rất đúng mục đích, nội dung của quy định này mà tôi đã nói trong bài phát biểu của nó rất là rõ. Đây là quy định vô cùng tiến bộ để chấm dứt tình trạng trước đây là nhiều cơ quan nhà nước ban hành các văn bản hạn chế quyền. Cái mục đích chỉ là theo hiến pháp lần này chỉ duy nhất quốc hội mới có thẩm quyền quy định. Còn quốc hội có quy định hay không ấy thì nó phải đáp ứng với những cái tiêu chí rất cụ thể được nêu ở đó và phải đáp ứng được là có cần thiết ban hành hay không và có cần thiết hay không, có quy định hay không. Thì các thành viên của chúng tôi đã nói ở các luật cụ thể, không nên hiểu quy định 14 khoản 2 là hạn chế quyền. Đây là quy định hạn chế cơ quan nhà nước ban hành các văn bản hạn chế quyền. Đấy là quý vị nên đọc cái quy định nó rõ như thế để thấy được là cái quy định nó rất là tiến bộ. Và tôi cũng nói luôn là cũng rất nhiều cái ý kiến liên quan đến các cái biện pháp để khắc phục quyền hoặc là xử lý vi phạm thì các thành viên của đoàn Việt Nam cũng đã có cái giải thích rồi. Nhưng có vẻ như là chúng ta cũng chưa hiểu hết được các cái quy định. Tôi nói lại là tất cả những cái người là nạn nhân của những cái vi phạm đều có quyền khiếu nại, quyền tố cáo được hiến định, được quy định cụ thể trong luật tố cáo, luật khiếu nại và các luật tố tụng.
quý vị nếu có thời gian đọc kinh để hiểu rất đúng. Và cái thứ hai nữa là đối với tất cả hành vi vi phạm pháp luật thì chúng tôi đều có quy định trong khuôn khổ pháp luật về hình sự, về hành chính, là những người nào vi phạm quy định đó nhà nước có trách nhiệm tiến hành các biện pháp để xử lý. Còn đối với người dân nếu như có bị thiệt hại thì có quyền kiện dân sự. Đối với cán bộ nhà nước thì họ được bồi thường theo khuôn khổ của luật trách nhiệm bồi thường nhà nước. Và luật trách nhiệm bồi thường nhà nước của chúng tôi thì rất là đổi mới, bồi thường tất cả những cái gì về mặt vật chất, tài sản bị mất mát, tất cả về mặt tinh thần, và đặc biệt là tất cả trường hợp đều có cái phục hồi danh dự, có xin lỗi công khai, có đính chính, có đăng báo và trực tiếp đến xin lỗi. Cho nên là nếu quý vị có thời gian hãy đọc cái luật trách nhiệm bồi thường nhà nước ban hành năm 2017 với rất nhiều các cái quy định tiến bộ như vậy. Có thành viên ủy ban thì hôm qua thì cũng nói là đánh giá cao cái sự thay đổi về mặt pháp luật, nhưng mà cũng bày tỏ sự quan ngại về công tác tổ chức thực hiện pháp luật. Thì những gì diễn ra thực tế thì tôi có thể khẳng định là chắc là không có quốc gia nào trên thế giới, kể cả chính phủ Việt Nam cũng như quốc hội Việt Nam, ban hành pháp luật ra để không thực hiện. Bởi vì cái mong muốn của chúng tôi là ban hành ra để thực hiện, còn thực sự là cái công việc tổ chức thành pháp luật thì nó đòi hỏi một cái nguồn lực và những cái sự đầu tư cũng phải vượt qua rất nhiều khó khăn. Những cái thách thức mà tôi trong báo cáo của Việt Nam nói rất là rõ là những cái thách thức và khó khăn mà chúng tôi gặp phải trong cái quá trình mà tổ chức thi hành pháp luật nói chung cũng như là thúc đẩy và bảo vệ quyền con người. Cho nên là các quý vị đại biểu hãy hiểu chúng tôi là chúng tôi mong muốn ban hành pháp luật ra để thực hiện, chứ không phải ban hành pháp luật ra để không thực hiện. Đấy là cái điều mà tôi cũng xin nói thêm. Cái điểm thứ ba thì có lẽ là ý kiến của một thành viên từ hôm qua và sáng nay cũng nói tiếp về cái bản dịch công ước. Tôi hoàn toàn không hiểu là lấy đâu ra cơ sở để nói là bản dịch sai. Tôi thấy hơi ngạc nhiên. Chúng tôi gia nhập công ước cũng với một mục đích để làm sao mà chúng tôi thực hiện, chúng tôi làm tốt được trách nhiệm của mình. Bây giờ căn cứ vào đâu bảo là bản dịch không chính xác để không thực hiện? Quả là một cái sự cáo buộc vô căn cứ. Nếu như các quý vị cần một cái gì đó thì chúng ta cũng phải trao đổi để xem bản dịch như thế nào. Nhưng mà tôi nói lại, các quý vị cứ đọc hiến pháp của chúng tôi, cứ đọc luật chúng tôi đã thấy có tất cả rồi, không phải bàn cái bản dịch làm gì cả. Thì đây cái điều mà tôi xin nói lại để các thành viên ủy ban thấy là cái nỗ lực của chúng ta và cái cáo buộc như vậy là hoàn toàn không có cơ sở gì cả. Một cái điểm nữa thì hôm qua thì cũng có quý đại biểu và cũng nêu về trong số các cái đạo luật, hơn 100 đạo luật và kể từ khi cái bản hiến pháp mới ban hành được ban hành thì có bao nhiêu văn bản mà liên quan đến chống phân biệt đối xử, thì chúng tôi có giả lại thì thấy trong cái danh mục hơn 100 đó thì có 47 luật là có liên quan trực tiếp đến cái nội dung về chống phân biệt đối xử. Và xin quý vị đọc cái phụ lục 1 của báo cáo quốc gia chúng tôi đã nộp, cũng như là cái bản cập nhật mà chúng tôi có phát ở ngoài bàn, cập nhật những cái văn bản pháp luật ban hành trong thời gian vừa qua. Một cái câu hỏi nữa mà các thành viên chúng tôi cũng không có cơ hội trả lời, đó là kế hoạch tiếp theo của Việt Nam là gì. Thì tôi có thể nói là tất cả những kế hoạch mà chúng tôi đã làm, đang làm, sẽ tiếp tục làm, trong đó có giáo dục, có đào tạo, có bồi dưỡng cho cán bộ nhà nước, có truyền thông về cái công ước này cũng như các quy định của pháp luật chúng tôi về quyền con người. Thì tôi chỉ nói như vậy. Và như tôi nói như vậy ngày hôm qua, chắc chắn là sau cái phiên họp lần này với những cái khuyến nghị của ủy ban thì chúng tôi cũng sẽ có một cái kế hoạch hành động của chính phủ để tổ chức thực hiện tất cả cái đó. Để tôi nói lại để các quý vị thấy chúng tôi cũng rất nghiêm túc trong vấn đề thực hiện các cái nghĩa vụ quốc tế của mình. Thì như vậy để các quý vị thấy rằng là rất nhiều việc chúng tôi làm và rất mong muốn là các quý vị thành viên ủy ban hiểu đúng được cái nỗ lực, cái cố gắng của chúng tôi. Rất tiếc là thời gian rất có hạn, cho nên là nhiều thành viên của chúng tôi không có thời gian để trả lời đầy đủ hoặc là chưa có cơ hội để trả lời. Xin nhờ lại cho ông chủ tịch. I want to very much thank you, head of delegation, Vice President Nguyen, for you are doing. Tôi xin cảm ơn ngài rất là nhiều, đặc biệt là ngài trưởng đoàn cũng như là tất cả các quý vị cũng đã nỗ lực để có thể trả lời tất cả những cái câu hỏi mà rất là không may là bởi vì chúng ta cũng có một số những cái nội quy cơ bản đó là chúng ta cần phải có được những cái đối thoại khi mà
chúng ta có những cái khuôn khổ như vậy, chúng ta cũng có thể nhận thấy được rất là những cái thông tin là này là rất quan trọng đối với chúng tôi, để cũng như là đối với Việt Nam, để có thể đánh giá được sự thực thi của công ước này như thế này. Điều mà tôi muốn làm đó là sử dụng thời gian còn lại của những thành viên của ủy ban cần được chú thích thêm, cũng như là làm hiểu rõ thêm một số những cái thông tin từ phía đoàn Việt Nam, hoặc là họ cảm thấy có những cái khía cạnh nào là quan trọng để họ muốn trình bày, và trưởng đoàn của Việt Nam thì cũng có thể có được phát biểu kết thúc, và sau đó thì trưởng đoàn Việt Nam thì cũng có 48 giờ để trả lời những cái vấn đề còn lại bằng văn bản, và sau đó là phía phái đoàn thì cũng xem những cái vấn đề nào là quan trọng, và để làm sao tất cả hai bên thì đều có được những cái cơ hội tốt nhất để hiểu thêm về những gì mình quan tâm. Việt Nam thì cũng có sự lựa chọn, một là trả lời trực tiếp, hai là sẽ trả lời bằng văn bản. Và nên là chúng tôi cũng sẽ cố ngắn hết sức có thể để làm sao chúng ta có thể kết thúc vào 1 giờ, và phía Việt Nam cũng muốn trả lời luôn. Tôi nghĩ là ngài Fata cũng có câu hỏi. Ngài Fata, không biết là ngài có muốn đặt câu hỏi không ạ? Xin mời ạ. Kính thưa ngài chủ tịch, tôi xin cảm ơn đoàn đại biểu của Việt Nam vì những cái phần trả lời của mình về hầu hết tất cả những cái câu trả lời liên quan tới quyền tự do ngôn luận, quyền tự do biểu đạt cũng như là báo chí. Tôi thì cũng muốn so sánh cái câu hỏi của tôi cũng như là câu hỏi và Việt Nam giải thích cũng như là đánh giá là Việt Nam được xếp thứ 125 trong hơn 180 các quốc gia trong năm 2018 về tự do báo chí. Đây là một cái câu hỏi tổng hợp đặt bài cho như là một câu hỏi bao trùm của tôi đối với những cái câu hỏi trước. Xin cảm ơn. Bây giờ xin mời thành viên tiếp theo. Xin cảm ơn ngài chủ tọa. Tôi xin cảm ơn thứ trưởng Ngọc của Việt Nam cũng như tất cả các đại biểu vì câu trả lời. Tôi sẽ có 3 câu hỏi liên quan tới ủy viên Kran và các thành viên khác. Thứ nhất là Việt Nam đã thực hiện những luật như thế nào, đặc biệt là thông báo cho những cộng đồng dân tộc trước khi đất đai của họ được dùng đối với các mục tiêu về quốc gia, và liệu có một cái cơ quan nghiên cứu như thế nào ở trong cơ quan như thế nào để đóng vai trò trong quá trình như thế này, không, một cơ quan độc lập nào không. Câu hỏi thứ hai đối với Deloitte của Việt Nam về khoảng 159, Việt Nam thì nói là đang xây dựng luật về hỗ trợ các đồng bào dân tộc thiểu số tại khu vực miền núi. Vậy thì Việt Nam có thể cho thấy là có quá trình xây dựng luật đó đang diễn ra như thế nào không? Và liệu nó có ghi nhận cũng như là trân trọng cái cách sống cũng như là văn hóa của đồng bào dân tộc đấy không? Thứ ba là tôi cũng muốn Việt Nam cung cấp một số những cái ví dụ cụ thể về phát triển đất nước mà ảnh hưởng tới đời sống của người dân, nhân dân tộc thiểu số. Và do thời gian gấp gáp thì Việt Nam cũng có thể trả lời trực tiếp hoặc là có thể cung cấp văn bản dịch sau 48 giờ. Xin cảm ơn Perry. Tôi biết là bà Kran cũng đang muốn đặt câu hỏi, và sau đó sẽ là ngài Santosos và Evosoko. Và sau đó chúng ta sẽ dừng. Bây giờ xin mời bà Kran. Xin cảm ơn ngài chủ tọa, xin cảm ơn đoàn đại biểu Việt Nam vì phần trả lời của mình. Hầu hết những cái thông tin được cung cấp tại phần trả lời tập trung vào luật. Chúng tôi thì cũng đã đọc luật hết rồi. Như là tôi đã nói ở phần đầu tiên khi mà tôi bình luận, chúng tôi rất là mong nhận được những cái thông tin xem luật đã được thực hiện trên thực tế như thế nào, và nên là hy vọng là Việt Nam sẽ chỉ ra từng điểm những cái vấn đề mà chúng tôi đã đề cập ngày hôm qua và ngày hôm nay, và đưa ra các ví dụ về các cái trường hợp
mà những cái biện pháp hỗ trợ đã được cung cấp này, ví dụ như là việc người thượng này trao trả lại của người thượng này, hồi hương của họ, vân vân, thì chúng tôi cũng muốn nhận được những cái thông tin. Bình thường thì chúng tôi nhận được thông tin về luật của Việt Nam, luật rất là kỹ, tuy nhiên thì chúng tôi cũng muốn tìm hiểu thêm về những cái trường hợp cũng như là những cái ví dụ đã được thực hiện, cũng như là những cái kết quả của những cái vụ việc đó. Đó là một cái câu hỏi rất là lớn, thì hy vọng mọi người cũng có thể hiểu được cái ý nghĩa của nó. Tiếp theo là một số những quy định về bầu cử một công bằng. Thì Việt Nam cũng đưa ra một số những cái bước để chúng tôi muốn Việt Nam đưa ra một các bước để đảm bảo được đa nguyên về chính trị, để làm sao những các hoạt động bầu cử cũng như là chính trị đúng đắn sẽ được thực hiện, và với sự tham gia của rất là nhiều nhóm dân chúng này, mà không có sự hạn chế nào, và tôi muốn đề cập tới ở đây khả năng của bầu cử tự ứng cử của các đại diện mà không phải là đảng viên, và đó chính là một nguyên tắc của đa nguyên đa đảng. Xin cảm ơn. Xin mời ngài Satosvai. Xin cảm ơn ngài chủ tịch. Tôi sẽ nói rất là ngắn gọn thôi. Tôi xin cảm ơn đoàn đại biểu Việt Nam vì những cái câu hỏi, những câu trả lời, và tôi cũng muốn nhấn mạnh rằng hệ thống chính trị thì của các nước thì cũng khác nhau. Điều mà chúng tôi muốn nói đó là những cái trách nhiệm của Việt Nam khi mà là thành viên của công ước, thì Việt Nam có thực hiện những cái khuyến nghị cũng như là những cái nghĩa vụ không. Điều mà tôi quan tâm đến là đạo đức độc lập của tòa án. Có thể nói là Quốc hội của Việt Nam thì có vai trò như là trông coi, giám sát việc thực thi của pháp luật. Tuy nhiên thì có thể nói nếu mà không có sự tồn tại độc lập của một hệ thống tư pháp thì rất là khó để biết được liệu công lý có được đảm bảo hay không. Điều quan trọng tới đây chúng ta xem là với những cái khuyến nghị của ủy ban chúng tôi, thì chúng tôi sẽ coi đây như là một cái lời khuyên cũng như là một động lực để cái quốc gia đó tiến nhanh và phát triển nhanh, và nhanh hơn so với những thời điểm quá khứ như thế nào. Đây là một cái điều hết sức quan trọng, và đặc biệt là những cái thông tin mà Việt Nam đưa cho ủy ban thì cũng đóng vai trò hết sức quan trọng, không chỉ cho ủy ban mà còn nhiều quốc gia khác. Cuối cùng là có một ý kiến cuối cùng, tôi cũng muốn bổ sung về vấn đề thông tin đối với đồng bào dân tộc thiểu số. Việt Nam thì cũng nói về rất nhiều những cái công trình phát triển quốc gia và rằng là họ đã được bồi thường. Vậy thì Việt Nam có thể đưa cho một số những cái ví dụ cụ thể nào về việc bồi thường cũng như là các cái cơ chế mà Việt Nam đã nói trên thực tế hay không để ủng hộ họ, cũng như là các cơ chế để họ có thể kháng lại những cái việc thực thi của những công trình đó. Bên cạnh đó là liệu những cái cơ chế đó thì cũng đã được thực hiện trên thực tế hay chưa, hoặc là có cơ chế nào giám sát việc thực hy của những cái biện pháp đó, và liệu sự tham gia của các cộng đồng bản địa dân tộc thiểu số như thế nào trong quá trình này. Cuối cùng thì đoàn đại biểu Việt Nam thì cũng đã nói về là quyền tự do tôn giáo cũng như là tín ngưỡng tập trung cũng như là quyền của tất cả mọi người. Tuy nhiên tôi cũng muốn đặt một câu hỏi rất là nhanh, đó là với những cái thông tin mà ủy ban có rằng việc các cộng đồng về tín ngưỡng và tôn giáo thì cũng gặp phải rất là nhiều những bạo lực này, và vậy thì liệu có bất cứ những điều chỉnh nào của luật tôn giáo không để cho luật có thể phù hợp hơn với điều 18 của công ước ICCPR? Bây giờ tôi xin dành lời cho ngài trưởng đoàn của Việt Nam, ngài sẽ có 5 phút, ngài có thể trả lời cho các câu hỏi vừa qua, hoặc là ngài và sau đó thì ngài sẽ có phần phát biểu về mạng. Cái này rất là không fair, thì tất cả chúng ta đều là dân luật. Có 15 phút, ông dùng 10 phút hỏi, xong để chúng tôi 5 phút trả lời thì rất là không fair. Thì tôi chỉ nói như này, chắc là tôi đề nghị là các thành viên của đoàn Việt Nam thì tôi thấy là nhiều câu hỏi tập trung đến vấn đề người dân tộc thiểu số và tôn giáo, thì trả lời tập trung hai vấn đề đó nó được
được ngay tại đây. Còn những cái gì mà sau đó chúng tôi có thể trả lời bằng văn bản. 5 phút thì trao đổi các vấn đề pháp lý, tất cả chúng ta đều luật sư để đều rất hiểu, không thể để có thể làm rõ được với nhau. Xin mời, chắc là những cái vấn đề liên quan đến người dân tộc thiểu số, các cái quy trình thủ tục đối với cái dự án lớn khi mà xây dựng ảnh hưởng đến quyền người dân tộc và các cái cơ chế bảo đảm quyền, thì như bức cơ chế bảo đảm quyền thì tôi nói lại, tất cả cơ chế bảo đảm quyền được áp dụng cho tất cả mọi người bình đẳng, không có phân biệt là người dân tộc nào, thì các quý vị vẫn chưa hiểu pháp luật Việt Nam, thì tôi muốn khẳng định lại như vậy. Các cơ chế tôi nói, khiếu nại, tố cáo, khởi kiện và tất cả cái gì đó đều là áp dụng chung cho tất cả mọi người. Thì tôi nói như vậy để chúng ta cùng hiểu. Thì bây giờ là chắc là Ủy ban dân tộc có cái thông tin thêm về cái ý đó. Vâng, cảm ơn các câu hỏi và sự quan tâm thêm của các quý vị. Thì đối với cái câu hỏi có liên quan đến việc xây dựng luật dân tộc thiểu số, thì trong quá trình nghiên cứu thì cái việc xây dựng luật dân tộc thiểu số trải qua một số năm gần đây với nhiều tên gọi khác nhau, nhưng khi mà chúng tôi đưa ra một cái tên gọi là luật dân tộc thiểu số thì hiến pháp cũng quy định, hiến pháp Việt Nam thì quy định là mọi dân tộc thì đều có quyền bình đẳng. Nên nếu mà chúng ta có một cái luật về dân tộc thiểu số thì lại phân biệt đối xử đối với người dân tộc đa số. Do vậy là Quốc hội cũng như là chính phủ cũng nghiên cứu và có rất nhiều tranh cãi về vấn đề này. Và chính vì vậy, trong thời gian qua, Ủy ban dân tộc cũng lại tiếp tục nghiên cứu cùng phối hợp với các bộ ngành, các địa phương để nghiên cứu, và đến thời gian gần đây nhất thì đang xây dựng một cái đề tài là nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn xây dựng luật hỗ trợ và phát triển vùng dân tộc thiểu số và miền núi. Bởi vì chúng ta thấy có một cái khoảng cách cần phải ngày càng khép dần giữa cái sự hội nhập trong cái môi trường hội nhập. Và chính vì vậy mà các cái cơ quan quản lý công tác dân tộc ở Việt Nam luôn luôn trăn trở cho cái việc là phải xây dựng một cái luật để hỗ trợ thêm cho đồng bào dân tộc thiểu số và khép dần khoảng cách giữa người dân tộc thiểu số và đa số. Và tôi xin báo cáo về cái tiến trình là cái việc xây dựng các cái báo cáo tổng hợp, báo cáo tóm tắt và báo cáo kiến nghị và dự thảo đề cương chi tiết về cái luật gọi là luật hỗ trợ phát triển vùng dân tộc thiểu số và miền núi theo như kế hoạch là đến quý 2, tức là từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2019 thì phải hoàn thành cái đề tài nghiên cứu này để tiếp tục báo cáo với chính phủ và trình quốc hội. Do vậy là khẳng định lại một lần nữa, cái nghị định 05 về công tác dân tộc vẫn chưa đủ mạnh để mà cơ quan công tác dân tộc tiếp tục hỗ trợ cho đồng bào dân tộc thiểu số. Chính vì vậy, từ chỉ đạo của chính phủ cũng như là sự quan tâm của lãnh đạo cơ quan công tác dân tộc, thì cơ quan làm công tác dân tộc luôn luôn nghiên cứu để tham mưu trình thủ tướng chính phủ xây dựng được một cái luật để hỗ trợ cho đồng bào dân tộc thiểu số, nhưng đồng thời cũng không tạo ra cái sự phân biệt đối xử giữa người đa số với người dân tộc thiểu số. Thời gian thì nó còn quá ít cho nên là tôi xin phép là trả lời cái câu hỏi này. Thế còn một số các cái câu hỏi khác thì có thể là sẽ trả lời thêm bằng văn bản. Nhưng mà có một cái câu hỏi liên quan đến vấn đề hỗ trợ cho các cái đồng bào về định cư, thì tôi cũng xin cung cấp một vài cái số liệu gốc ở đây. Theo cái luật quốc tịch năm 2008 thì từ mùng 1 tháng 7 năm 2009 đến hết ngày 30 tháng 9 năm 2018 thì Chủ tịch nước đã quyết định cho phép 5.073 trường hợp được nhập quốc tịch Việt Nam, 84 trường hợp được trở lại quốc tịch Việt Nam. Những trường hợp được nhập quốc tịch Việt Nam chiếm số đông là người không có quốc tịch cư trú ổn định tại Việt Nam với 4.751 trường hợp. Số còn lại là công dân nước ngoài được nhập quốc tịch tại Việt Nam.
chủ yếu là những người có vợ chồng là công dân Việt Nam và một số trẻ em có cha hoặc mẹ là công dân Việt Nam. Hết thời gian rồi và đề nghị là đoàn Việt Nam thì dừng ở đây và những cái gì chúng ta chuyển thành văn bản. Thì xin phép của chủ tịch tôi sẽ nói mấy cái lời kết thúc. Trước hết thì xin rất là cảm ơn ông chủ tọa Yovan Sani cũng như thành viên ủy ban công ước hôm nay và hôm qua cũng đã làm việc với một cái tinh thần đối thoại trao đổi thẳng thắn cởi mở với đoàn Việt Nam. Thì tôi cũng chia sẻ với các thành viên rất giỏi của ủy ban công ước về lĩnh vực này, nhưng mà từ kinh nghiệm của tôi thì cũng thấy để hiểu được một hệ thống pháp luật nước ngoài cũng luôn luôn là thách thức đối với tất cả các luật sư, kể cả luật sư giỏi. Cho nên là đoàn Việt Nam chúng tôi trong hai ngày từ hôm qua đến hôm nay thì cũng rất là mong muốn truyền tải để thành viên ủy ban công ước hiểu được những cái sự tiến bộ và cái hệ thống pháp luật hiện nay của chúng tôi đang áp dụng là gì. Và trong cái bài phát biểu của tôi ngày hôm qua đã nói, nó đã có một bước tiến rất là dài và sự phát triển nó là rất là nhanh chóng. Và có thể nói là những cái cập nhật nó cũng làm cho chúng ta đôi khi cũng thấy là rất là khó khăn. Thì chúng tôi cũng đã có cố gắng thông tin trả lời tất cả những cái gì mà thành viên ủy ban công ước nêu. Rất tiếc là đúng là thời gian nó không được đầy đủ để chúng tôi có thể trả lời một cách nó đầy đủ, đúng với cái tinh thần đối thoại. Thế nhưng mà tôi cũng hy vọng là ngày hôm qua cũng như là buổi hôm nay thì giúp được các thành viên ủy ban công ước hiểu được đúng hơn cái bức tranh, những cái sự tiến bộ và cái xu thế phát triển cũng như cái mong muốn cam kết của chính phủ Việt Nam. Và đồng thời thì ở góc độ đoàn Việt Nam thì chúng tôi cũng rất cảm ơn cái cơ hội cũng được trao đổi cùng với thành viên của ủy ban để mình hiểu hơn được các cái nội dung của công ước cũng như là những cái quan ngại, những sự quan tâm của các thành viên ủy ban công ước, để từ đó thì mình cũng có những cái điều chỉnh để thực hiện tốt hơn công ước tại Việt Nam. Thì cuối cùng thì thay mặt cho đoàn Việt Nam tôi xin cảm ơn ông Sani đã rất là chỉ đạo lãnh đạo cái phiên họp mà thành công. Cảm ơn tất cả các thành viên của ủy ban, các quý vị cũng đã rất thẳng thắn chia sẻ những ý kiến của mình và cũng mong là tiếp tục có những trao đổi trong thời gian tới. Xin cảm ơn tất cả đội ngũ phiên dịch và tất cả quý vị, xin chân thành cảm ơn. Thank you, sir, head of delegation. I'll try to be brief. Tôi cũng có một số các cái kết thúc do thời gian hạn chế, thì xin cảm ơn tất cả quý vị cũng như nỗ lực của quý vị đã hiểu. Và chúng ta cũng tất nhiên là chúng ta cũng có để tránh cái vấn đề để tránh đổ nhầm. Tôi nghĩ là cái câu hỏi bổ sung cuối cùng không có nghĩa là chúng tôi muốn là phải làm rõ cái gì cả, đấy là chúng ta chỉ muốn bổ sung vào, chúng ta sẽ tránh làm sao để tránh có sự hiểu nhầm. Và tất nhiên là phía đoàn Việt Nam sẽ có cái thời gian để có những cái câu phản hồi bằng văn bản. Tôi nghĩ đây là một phiên đối thoại rất là mang tính xây dựng và chúng ta đã đi trải qua rồi. Và chúng ta có nhìn thấy rất nhiều các cái chuyên gia, và chúng ta cũng nhìn thấy là những nỗ lực của Việt Nam, bối cảnh lịch sử Việt Nam trong việc nỗ lực đấu tranh giành độc lập. Và chúng tôi cũng nhìn thấy là một số các chuyên gia cũng nêu rằng là đúng là tôi phải khẳng định rằng là chúng tôi không ở đây để đánh giá về tình hình chính trị của một quốc gia, thể chế chính trị của quốc gia, mà chúng tôi chỉ tập trung vào đánh giá cái quyền được công nhận và để được quy định trong công ước mà thôi. Và tôi nghĩ rằng là tôi nghĩ rằng chúng tôi cũng thực hiện tất cả những cái phiên đánh giá về thực hiện của các quốc gia khác nhau, và tất cả chúng ta cũng hiểu rằng là một trong những cái nền tảng cơ bản của pháp luật trong nước chính là hiến pháp. Và tôi nghĩ rằng là đối thoại này chúng ta đã trao đổi rất nhiều các khía cạnh khác nhau, và Việt Nam cũng đã đi theo đúng hướng, đã có những cái sáng kiến về cải cách pháp lý và liên quan tới vấn đề về bình đẳng giới, người chưa thành niên, toàn người chưa thành niên, vấn đề về bình đẳng giới, mua bán người, việc công nhận về các cái dân tộc thiểu số.
và chúng tôi hiểu rằng là khoản 2 điều 14 của hiến pháp không phải để hạn chế quyền của người dân mà chỉ là hạn chế quyền của cơ quan nhà nước mà thôi. Và tôi nghĩ rằng đây là tôi thấy rằng là các cái thành viên ủy ban cũng đưa ra rất nhiều các cái câu hỏi, và tất nhiên tôi cũng dựa trên những cái phản hồi của Việt Nam và để chúng tôi sẽ có những cái thông tin cụ thể. Tôi nghĩ rằng là có thực tế đối với chúng tôi là bởi chúng tôi khi mà tiếp nhận các thông tin từ nhiều nguồn thì có thể chúng tôi không hiểu rõ, thế nên chúng tôi mới đặt ra câu hỏi, thì cũng mong cái sự thông cảm từ phía đoàn về liên quan tới những cái quan ngại của tất nhiên là tôi phải nói rằng là khi để ủy ban đưa ra các khuyến nghị tại phiên họp này, chúng tôi cũng phải nhận được các cái thông tin phản đối từ phía quý vị. Tôi tất nhiên là quý vị cũng thông cảm cho, bởi vì là phía Việt Nam nộp cái báo cáo định kỳ này nó tương đối muộn so với kỳ hạn, do vậy rất có nhiều thông tin mà ủy ban cũng như chúng tôi các thành viên ủy ban muốn biết, do vậy nó xảy ra nhiều cái câu hỏi, chẳng hạn như là vấn đề liên quan đến án tử hình và những cái vấn đề chúng tôi hiểu rằng là liên quan vấn đề án tử hình thì Việt Nam cũng đang định theo cái hướng cụ thể đó. Tất nhiên là chúng tôi cũng thấy rằng là trong công ước cũng quy định là thế nào là tội nghiêm trọng nhất để có thể áp dụng tử hình, thì tôi nghĩ rằng Việt Nam cũng đã có cái hướng đi của mình trong thời giới. Tất nhiên là chúng tôi cũng thấy rằng là các cái thành viên của ủy ban cũng quan ngại liên quan vấn đề về tra tấn, về điều kiện giam giữ của những đối với những người, và cái điều này liệu nó có ảnh hưởng tới quyền tự do của những người khác hơn, những vấn đề liên quan tới vấn đề về các cái cơ sở điều trị về ma túy. Tôi nghĩ rằng là chúng ta đã trao đổi rất nhiều các cái nội dung khác nhau, kể cả liên quan đến vấn đề về dân tộc thiểu số, và chúng tôi cũng nhận thấy rằng là chúng ta cũng có những cái vấn đề, và tôi nghĩ rằng là những vấn đề liên quan tới người mà từ chối tham gia nghĩa vụ quân sự, thì đây là cũng vấn đề là nghĩa vụ quân sự bắt buộc thì nó cũng xảy ra ở nhiều nước khác nhau, và chúng tôi cũng nhìn thấy là liên quan đến vấn đề tự do an ninh mạng liên quan đến quyền về tự do thể hiện quan điểm và cách thức thực hiện như thế nào, và chúng ta cũng trao đổi là liệu những cái kiểm duyệt như thế nó có ảnh hưởng đến vấn đề nhạy cảm về mặt chính trị hay không. Và tôi nghĩ rằng tất cả những cái nội dung chúng ta trao đổi nó đều liên quan đến các quyền dân chủ chính trị của cái công ước này, và tôi nghĩ rằng là tôi biết rằng là đây là lần báo cáo trao đổi mà cách đây 17 năm rồi, từ năm 2000 trước đó, do vậy tôi nghĩ rằng rất có nhiều thông tin mà chúng ta cần biết để làm sao để làm rõ, để chúng ta biết rõ về đất nước của các bạn. Tôi cũng xin cảm ơn tất cả đồng nghiệp và tất cả các thành viên của ủy ban, và tôi nghĩ rằng là chúng tôi cũng sẽ cố vào buổi chiều nay 2 giờ thì chúng ta sẽ có cuộc họp báo để tóm lược về cái thông tin. Và tôi cũng xin cảm ơn phiên dịch đối với đã dành ngoài thời gian theo dự kiến để hỗ trợ cho cái phiên đối thoại này. Xin cảm ơn. Ok, cảm ơn các bạn đã cùng theo dõi mình. Mình thấy là sau cái buổi kiểm điểm này, các bạn cũng tự đánh giá cho mình về cái phần trả lời của Việt Nam, các bạn cũng tự đánh giá được cái buổi kiểm điểm này nó như thế nào rồi. Thì bây giờ mình sẽ chia sẻ thêm một chút về cái đề án dân quyền Việt Nam của BPSS. Đây là một cái đề án mà nhằm mục đích hỗ trợ tư vấn pháp lý cho những người đang gặp cái vấn đề tại Việt Nam, họ không biết phải tìm kiếm ai, hoặc là họ không có cái khả năng để họ tìm kiếm một luật sư để hỗ trợ mình, thì BPSS đã dựng nên cái đề án dân quyền Việt Nam để nhằm mục đích là hỗ trợ tư vấn pháp lý miễn phí cho những cái người mà có nhu cầu và làm việc với chính quyền. Thì rất là mong quý vị và các bạn sau khi xem sau cái buổi trực tiếp này thì hãy chia sẻ cái trang đề án dân quyền này, like, và cũng chia sẻ nó đến những cái người mà họ đang cần tới việc tư vấn pháp lý miễn phí. Và mình cũng xin cảm ơn các bạn đã cùng theo dõi cái buổi kiểm điểm ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào những cái chương trình khác. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Xin chào các bạn.